Từ thời viễn cổ, cánh cửa dị giới và thế giới loài người bị mở ra, dị ma nhân cơ hội làm hại nhân gian. Lúc đó xuất hiện một anh hùng tuyệt thế tên Phù Tổ, biến sức mạnh trời đất thành tổ phù phong ma, phong ấn dị ma. Sau đó Phù Tổ qua đời, cánh cửa theo đó cũng khép lại. Trải qua một thời gian, dị ma phá hỏng phong ấn. Bọn chúng tìm tổ phù khắp nhân gian, ý đồ khởi động cánh cửa lần nữa. Để thế gian được yên bình, loài người cũng đi tìm tổ phù và truyền nhân mang sức mạnh có thể khống chế nó. Tại sân tỷ thí Sơn Trang Thiết Mộc, trận đấu cam go giữa Lâm Động và tên cao to diễn ra. Sau mấy lần thừa sống thiếu chết, anh tìm ra điểm yếu của hắn, nhào đến đập đầu khiến tên béo choáng váng. Sau đó thừa cơ xông tới hạ một cước từ phía sau khiến hắn ngã gục. Lâm Động an ủi em gái, chỉ cần có anh không tên nào dám nói mình là người bất chấp mạng sống. Chỉ cần thắng thêm một trận, tiền thưởng sẽ tăng gấp 3. Như vậy tiền thuốc của cha bọn họ có thể kiếm đủ rồi. Lúc này bọn họ đưa ra thông báo trận này tiền thưởng sẽ tăng gấp 20 lần. Lâm Động đột nhiên cảm thấy bản thân thật có giá. Nhưng khi thấy con quái thú bọn họ thúc ra, anh cắm đầu bỏ chạy. Hỏa mãng hổ thấy Lâm Động như thấy miếng mồi ngon mà lao tới. Đến bước đường cùng, Lâm Động đành dùng đồ ăn để dụ dỗ, không ngờ lại hiệu quả. Sau đó anh thương lượng sẽ giả vờ đánh nó một cái rồi nó giả vờ nhận thua. Mây đen kéo đến, nhân lúc hỏa mãng hổ phân tâm, anh tung một cước đánh ngất nó. Trên đường trở về, Lâm Động lướt qua một nữ tử xinh đẹp khiến anh mê mẩn. Cô chính là Lăng Thanh Trúc, đệ tử ở cung Thái Thanh Cửu Thiên. Nghe một bà lão đang khóc lóc vì phu quân lên núi chết không thấy xác, chỉ còn lại một mảnh y phục đầy máu, cô tới gần phát hiện trên đó có ma khí. Sau khi đến ngọn núi, yêu ma thực sự đã xuất hiện, hai bên lao vào giao chiến. Cùng lúc đó Ứng Hoan Hoan mơ thấy Thanh Trúc, nhưng khi cô quay lại khuôn mặt đã biến dạng. Hoan Hoan bị yêu ma tấn công, sau đó giật mình tỉnh giấc, thấy cha tặng cho Ngộ Đạo sư huynh vũ khí Bảo Băng Linh Tông để dẫn các đệ tử đạo tông xuống núi trừ ma, cô xông đến lấy luôn. Lần trước Hoan Hoan đã thua Thanh Trúc trong hội võ nên vẫn còn ấm ức, vì thế lần này cô sẽ thay Ngộ Đạo đi, nhất định không để Lăng Thanh Trúc cướp công nữa. Ở một diễn biến khác, Lâm Động bị tộc trưởng trách mắng vì dám đến Lôi Thị đánh nhau. Bọn họ dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc của Đại Viêm Vương triều, sau lưng có quốc chủ chống lưng, Lâm Động làm như vậy chẳng khác nào chặt đứt đường sống của Lâm gia. Sau đó lại lấy con nhà người ta là Lâm Lang Thiên gia so sánh, Lâm Động không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Năm đó cha anh tu nhập Nguyên Đan kính thì bọn họ kính phục, nhưng đến lúc ông trọng thương bọn họ chỉ hận không thể vứt ông ra ngoài. Còn Lâm Lang Thiên năm đó ngoại trừ anh, bọn họ không ai coi hắn là người. Khi cha anh muốn dạy hắn tu luyện, không ngờ hắn lại ra tay tàn ác làm trái quy tắc gia tộc, vậy mà bọn họ vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tên tộc trưởng tức giận đuổi đánh Lâm Động, lại bị anh làm cho tức điên, cho đến khi Lâm Tiêu cha anh đến kéo đi. Lâm Động vinh váo khoe khoang mình đã thắng liền 5 ván. Thấy vậy Lâm Tiêu thử ra tay 2 lượt chê bai anh vẫn còn non lắm. Lâm Tiêu dặn con trai trước khi ra cửa đánh nhau phải nhớ 2 điều. Một là phải luyện võ cho tốt, hai là không cần tranh cãi với lão già nhát gan Lâm Mục đó làm gì cho mệt. Thắng là thắng, thua là thua, sau này ông không cho anh nhắc đến tên Lâm Lang Thiên nữa. Lâm Động muốn phát điên, nằm mơ anh cũng muốn đánh chết tên Lang Thiên lang băm đó. Thanh Đàn hỏi anh trai anh và Lâm Lang Thiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng cha đã dặn không nhắc tới hắn nên anh cũng không muốn nói. Chuyển cảnh Lâm Động đang ủ rũ một mình lại phát hiện một con quái thú nhỏ. Anh đuổi theo nó không hiểu kiểu gì lại vồ phải một cô gái. Lâm Động nhận ra đó chính là tiểu tiên nữ mình đã gặp, còn yêu thú đó chính là Lâm Yêu, món ăn hỏa mãng hổ ưa thích. Biết anh muốn bắt nó cho hỏa mãng hổ, cô tức giận bắt thả ngay lập tức. Chuyển cảnh tên Lôi Lịch tìm đến muốn lấy Thanh Đàn làm vợ nhưng Lâm Tiêu không đồng ý. Lâm Động thấy cha bị bọn chúng ức hiếp tức giận xông tới. Sau khi dẹp hết đám tôm tép, Lâm Động tấn công Lôi Lịch lại bị hắn hạ gục. Khi Lôi Lịch tung đòn chí mạng, bỗng nhiên sức mạnh đó lại bật ngược lại về phía hắn. Lâm Lang Thiên cũng tới thấy hai bên cãi nhau không ngừng, Thanh Đàn đồng ý lấy hắn, nhưng cô có một điều kiện chính là ngưng huyết chu quả. Thanh Đàn rời đi khiến Lâm Động tức giận đuổi theo lại bị Lang Thiên kéo lại. Anh chửi hắn là tên tạp chủng hãm hại tiền bối. Lang Thiên tức tối, nếu hắn muốn hãm hại thì cha anh đã chết từ lâu rồi, hơn nữa đã lên khán đài thì không có ơn nghĩa, không có trưởng bối. Lâm Tiêu mong Lang Thiên đừng chấp nhặt với Lâm Động vì đến ông còn không quản được anh. Năm đó khi thua Lang Thiên, ông định tự sát thì Thanh Đàn bỗng ở đâu xuất hiện bám theo. Từ khi đó ông luôn cảm thấy Thanh Đàn được ông trời ban xuống để giữ mạng mình. Lâm Thiên hứa với ông nhất định hắn sẽ đưa Thanh Đàn trở về, sở dĩ không ngăn cản cô ấy vì có một âm mưu khác. Lâm Tiêu dặn dò dù thế nào đi nữa hắn, Lâm Động và Thanh Đàn đều là con của ông. Lang Thanh Trúc tìm đến cô ngửi thấy mùi ma khí trên người bọn Lôi Thị, muốn bắt tay với Lang Thiên để hành sự với điều kiện công là của hắn còn dị ma là của cô. Vì Lôi Thị rất cẩn trọng mà Lâm gia lại an phận thủ thường nên hắn đã cố tình bày ra việc hôn sự lần này để thăm dò. Tối đó Lâm Động lẻn đi cứu em gái lại bị cha phát hiện. Tưởng rằng ông sẽ ngăn cản, ai dè chỉ dặn ngưng huyết chu quả vẫn phải lấy, Thanh Đàn cũng phải cứu. Lâm Động trà trộn vào đám người bê gỗ rồi theo chúng đến Lôi Thị. Anh phát hiện ra hỏa mãng hổ bị nhốt ở bên trong, định rời đi nhưng lại cảm thấy áy náy vì đã nói sẽ bắt Lâm Yêu cho nó mà thất hứa nên anh đã thả nó ra ngoài.
Lúc này Lôi Lịch đang định ức hiếp Thanh Đàn thì Lang Thiên tìm đến. Khi hắn cho người bao vây hai bọn họ thì Hỏa Mãng Hổ xuất hiện lao vào Lôi Lịch. Lúc này Lâm Động đã tìm thấy Thanh Đàn hai người trèo lên thì bị Lôi Lịch phát hiện. Hỏa Mãng Hổ bỗng nhiên xuất hiện đưa hai người trốn thoát. Đột nhiên tên quản gia quay lại hất văng Hỏa Mãng Hổ. Lang Thiên nhận ra dị ma đang trên người hắn. Cả đám từng tốt bỏ chạy thục mạng, Ứng Hoan Hoan không hiểu kiểu gì cũng chạy theo. Khi Lâm Động bị tên quản gia tấn công, Hỏa Mãng Hổ xuất hiện đả thương hắn. Hoan Hoan cho rằng Lâm Động là dị ma quay sang tấn công anh lại bị Hỏa Mãng Hổ nhào tới. Lúc này tên quản gia quay lại bị khuôn mặt của Thanh Đàn dọa chạy mất mật. Lâm Lang Thiên khởi động phong ấn dị ma, Lâm Động vội vàng kéo Hỏa Mãng Hổ ra khỏi người hắn. Từ trên người tên quản gia một luồng khói đen bay ra, tên dị ma đã trốn thoát. Lâm Động bảo Hỏa Mãng Hổ hãy rời đi đến nơi mà nó muốn, kể từ hôm nay nó đã được tự do rồi. Lúc này Hoan Hoan lại đánh ngất Lâm Động từ phía sau vì thấy cả đám bọn họ đuổi theo anh. Lang Thiên giải thích đó không phải dị ma mà là đệ đệ của mình. Lâm Động bật dậy ôm chặt Thanh Trúc nói rằng mình sợ tên Lang Thiên kia nhất quyết không buông. Đại thiếu gia Lôi Thị thấy Lang Thiên và Lang Thanh Trúc cũng bỏ qua mọi chuyện. Vụ hôn sự của Lôi Lịch và Thanh Đàn cũng coi như chưa có khiến hắn ấm ức mãi không thôi. Bên này Lâm Động bám chặt Thanh Trúc luôn miệng gọi cô là tiểu tiên nữ. Thanh Trúc hỏi về túi thơm của mình, anh lại mặt dày nói muốn đến nhà cầu thân. Cuối cùng bị cô đánh cho bay ra ngoài, lại cho rằng yêu cho voi cho vọt. Lâm Động chút giận lên Lang Thiên bị hắn đánh cho kêu cha kêu mẹ, thề một ngày sẽ đánh bại hắn. Chuyển cảnh Lâm Động nửa đêm đào mộ, tên quản gia cuối cùng cũng tìm thấy ngưng huyết chu quả. Thanh Trúc cũng tìm đến cô, phát hiện trên thi thể hắn có dấu vết dị ma nhập thể qua mệnh môn. Hơn nữa dị ma rất sợ Thanh Đàn vì trên người cô ấy có một loại hàn độc, khi phát tác khí lạnh tràn trề. Lúc này Lâm Động và Thanh Đàn đi lạc đến một hang động, nhìn trên mặt anh có máu khiến Thanh Đàn sợ hãi hàn độc lại phát tác. Để giữ mạng của em gái, anh lấy máu của mình cho cô uống. Một giọt máu rơi xuống, bỗng nhiên hang động rung chuyển, hai người kéo nhau nhảy xuống nước. Máu trên người Lâm Động chảy ra bị một viên đá hút vào, sau đó đưa anh đến một nơi xa lạ. Ở đây Lâm Động nhìn thấy những người giống hệt mình đang luyện công. Khi anh đã nắm bắt được tất cả những công pháp đó, một luồng sáng bay thẳng lên trời. Tổ phù cuối cùng đã xuất hiện, hai người tung tăng chạy về thì Lôi Lịch kéo người tới. Lâm Động thử món mới mình học được khiến hắn há hốc mồm. Sau khi giao viên đá cho Thanh Đàn, bỗng nhiên phép thuật biến mất. Lâm Động bị hắn dẫm bẹp dưới chân, sau đó hủy đi ngưng huyết chu quả. Phát hiện Lôi Lịch bị dị ma nhập thể, Hoan Hoan xông tới giải cứu cho hai người. Sau đó cô ta lại dùng tên băng bắt lại vì thấy Lâm Động không giống người tốt. Hai anh em khóc lóc om sòm nói rằng Thanh Đàn bị hàn độc không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng Hoan Hoan cũng thả ra, nhưng sau đó Lâm Động lại đánh ngất cô ta. Nhìn mặt thì không đến nỗi mỗi tội không có não. Hôm sau một ông già đến tìm Lâm Động muốn mua lại viên tổ phù anh nhặt được. Thấy số tiền lớn, Lâm Động mời bọn họ vào nhà rồi cho sập bẫy, không quên dùng tổ phù phong ấn cửa hang. Nham sư thấy anh có thể làm đến mức này chắc sẽ dễ dạy bảo. Lúc này Lâm Động tìm thấy một tờ giấy trong đống đồ của Nham sư, lại phát hiện ra điểm thần kỳ của nó thì sung sướng. Lôi Trung tìm đến vì Lôi Lịch em trai hắn đi tìm Lâm Động tính sổ đến nay vẫn chưa về. Tên hội trưởng Lâm Mục sợ chết chấp nhận đuổi một nhà ba người họ ra khỏi gia môn để không bị liên lụy. Lang Thiên bước ra đưa bọn họ đến xem những thi thể lính của Lôi Thị chết ở sau núi, mà trước khi chết bọn họ đã nói hung thủ là Lôi Lịch. Hơn nữa để giết đám người này phải có cảnh giới từ cảnh nguyên trở lên. Lôi Trung lôi Lâm Động ra đánh thử, lúc này đột nhiên tổ phù sáng lên đánh bay Lôi Trung khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Lâm Động chợt nhớ đến Ứng Hoan Hoan có thể làm chứng, nhưng cô ta đã bị anh đánh ngất. Nghe vậy bọn họ càng không thể tin với công lực của Lâm Động không thể đánh ngất cô ta. Để bảo vệ cha và em gái, Lâm Động quyết định đến yêu thú cốc lấy tinh yêu của báo đen, vì thứ đó có thể biến người chết thành người sống, biến xác khô thành xác sống. Trước khi bước vào, Lang Thiên đưa cây huyền thiết của mình cho Lâm Động để phòng thân. Ở một diễn biến khác, Nham sư đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đưa Ứng Hoan Hoan về. Khi cô ta nghe Lâm Động đã bị tên Lâm Trung vứt vào yêu thú cốc vì đả thương Lôi Lịch, ngay lập tức đến tìm. Lâm Động đột nhiên phát hiện tên Lôi Lịch định đánh lén phía sau, Hoan Hoan lao tới đẩy cô ra. Thanh Trúc và Lang Thiên dẫn theo Thanh Đàn đi tìm kiếm tung tích Lôi Lịch, cuối cùng cũng tìm ra. Hai người khỏi động trận pháp, còn Thanh Đàn dùng hàn độc khống chế hắn ta. Thanh Trúc sợ Thanh Đàn không thể chịu được nữa bị Lôi Lịch đả thương. Thấy dị ma định nhập thể vào cô, Lang Thiên xông tới đuổi đi, sau đó chữa trị vết thương cho Lôi Lịch vì hắn chính là bằng chứng duy nhất chứng minh Lâm Động trong sạch. Bên kia trong lúc Lâm Động làm đồ ăn thì một con thiên yêu điêu từ trong tổ phù chạy ra tấn công anh rồi biến thành người. Hắn nói mình là chủ nhân của tổ phù nhưng vì nguyên lực không đủ đã bị nó phong ấn lại. Hoan Hoan dùng tên băng bắt hắn lại để Lâm Động lấy lại tổ phù. Thực ra tên tiểu điêu này là yêu linh bị tổ phù thu phục. Vì Lâm Động thu phục được tổ phù nên từ nay tên tiểu điêu này phải đi theo anh. Sau đó cả ba đi thu phục hắc báo, nhưng lúc này tên tiểu điêu lại lao đến tấn công anh. Hắn đã bị nhốt quá lâu trong tổ phù, cần nuốt đủ yêu tinh mới có thể biến thành người. Khi cả hai đang đánh nhau thì hắc báo tỉnh lại tấn công. Thấy vậy Lâm Động lao ra ngoài để con hắc báo tấn công tiểu điêu.
Cuối cùng chạy không được, hắn lại quay về tổ phù, thấy nơi đó vẫn an toàn nhất. Lúc này Lang Thiên xuất hiện dụ hắc báo về phía mình, thấy Lang Thiên bị tấn công, Lâm Động lao tới đánh bay hắc báo. Khi nó quay ngược lại tấn công anh thì hỏa mãng hổ lại xuất hiện, đột nhiên tổ phù trong người anh phát sáng một luồng sức mạnh đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Bỏ qua giai đoạn tôi thể cửu trọng, một bước thăng cấp lên địa nguyên cảnh hạ gục hắc báo. Thấy hỏa mãng hổ đào bới bọn họ, phát hiện bên dưới chính là mỏ dương nguyên nguyên thạch, ở Lâm gia đám người Lôi thị tìm đến tính sổ. Lâm Tiêu quyết định sống chết với bọn chúng một phen thì Lâm Động quay về, Thanh Trúc cũng đưa tên Lôi Lịch tới chứng minh hắn bị dị ma nhập thể giết hại người Lôi thị. Biết tên Lâm Trung muốn có được yêu tinh báo đen để cứu đám thuộc hạ vừa để tu luyện, Lâm Động đã đem ra trao đổi để lấy được mảnh đất xương trắng yêu thú cốc. Giao dịch thành công cũng là lúc bọn họ đã phát tài. Lúc này anh phát hiện Thanh Trúc thân thể yếu ớt, liền dùng máu của mình cho cô uống, sau đó trả lại túi thơm đã nhặt được. Tối đó bọn họ mở tiệc ăn mừng thắng lợi lần này. Nhan Sư cũng tới cùng Lâm Tiêu uống rượu. Khi tất cả đã say bất tỉnh nhân sự, một luồng khí đen chạy tới. Tiểu Điêu chạy ra gọi Lâm Động, dị ma đã đến. Thấy vậy Thanh Trúc cùng Lang Thiên lập tức đuổi theo. Khi anh chạy ra ngoài thì chẳng thấy ai ở phía sau, Nhan Sư xuất hiện. Ông muốn Lâm Động gia nhập hội phù sư và cũng biết trong người anh có tổ phù. Nếu như học được vừa có thể tiêu diệt dị ma vừa có thể nâng bản thân lên một tầm cao mới, đó là trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội của anh. Lâm Động từ chối vì anh chỉ muốn ở bên gia đình nhỏ của mình đủ cơm ăn áo mặc. Hơn nữa bây giờ anh còn có một mỏ nguyên thạch cũng chẳng cần gì thêm. Thế nhưng khi trở về Lâm Động vẫn không ngừng nhớ đến những điều Nhan Sư nói. Lúc này tên Lôi Lịch mới biết khu đất ở yêu thú cốc đầy nguyên thạch thì tiếc nuối, muốn bàn với Lôi Trung tấn công Lâm gia để giành lại. Bỗng nhiên tên Lôi Trung quay sang hút sạch nguyên khí của Lôi Lịch, hắn đã bị dị ma nhập thể. Hoan Hoan vừa hay nhìn thấy cảnh này sợ hãi bỏ chạy. Hôm sau Lâm Động bị đám người Lôi Trung bao vây thì Lang Thiên và Thanh Trúc xuất hiện. Khi sắp khống chế được hắn thì Hoan Hoan đã bị bọn chúng bắt lại làm con tin. Để cứu cô ấy, Lâm Động sẵn sàng lấy viên tổ phù ra trao đổi mặc cho sự ngăn cản của mọi người. Khi Lôi Trung lấy được viên đá cho anh lại lao đến cướp đi. Biết bản thân không thể đánh lại dị ma, ông cầm viên tổ phù tới dùng nguyên đan của mình khống chế nó, cuối cùng tan biến. Còn Lang Thiên dùng nguyên đan của mình để tạm thời phong ấn dị ma, sau nó bị nó khống chế toàn thân đau đớn. Lúc này Lâm Động xông tới muốn đánh chết Lang Thiên vì đã dùng mình và cha làm mồi nhử dị ma khiến cha bỏ mạng. Lang Thiên nói dị ma buộc phải chết. Hứa khi Lâm Động rời khỏi Trấn Thanh Dương nhất định sẽ nói nguyên nhân. Hai anh em Lôi gia đã chết, tên tộc trưởng mặc dù rất vui mừng vì từ nay không còn ai dám khống chế Lâm gia bọn họ, nhưng lão ta vốn đã không ưa Lâm Động. Mượn cớ vì anh giết chết hai người họ khiến cho những người dân dựa vào Lôi gia làm kế xin nhai giờ không nơi nương tựa mà bắt lại. Lúc này Lang Thiên đã bị dị ma phản phệ, khi Thanh Đàn tới thì lao đến điên cuồng hút máu cô. Đến khi tỉnh táo lại, hàn độc trong người Thanh Đàn đã phát tác run rẩy báo tin Lâm Động đã bị bắt đi. Ở một diễn biến khác, Lâm Động giả chết lừa tên tộc trưởng vào rồi bắt lão làm con tin. Bọn chúng dùng hỏa mãng hổ uy hiếp ngược lại anh. Trong lúc nguy cấp, Hoan Hoan xuất hiện dùng phép chắn được hàng chục mũi tên. Lang Thiên cũng tới bảo Hoan Hoan và Lâm Động rời đi trước, khuyên tên tộc trưởng hãy dừng lại mọi chuyện. Lang Thiên muốn Lâm Động đi theo mình ứng, Hoan Hoan lại muốn anh phải đi theo cô. Lâm Động mệt mỏi, anh sẽ không đi đâu hết mà sẽ dẫn Thanh Đàn về nhà. Nhưng Lâm gia đã không còn nhà cho hai người họ quay về nữa. Lâm Động quyết định theo lời cha tìm đến Sấm Thiên Nhai. Lang Thiên quay về nguyên môn lại bị tên Linh Chân sư huynh sỉ nhục. Chỉ là một đệ tử mới nhập môn mà được sai đi tiêu diệt dị ma. Nhưng khi nghe dị ma đã được Lang Thiên thu phục trong nguyên đan lại đòi cướp của, đúng lúc đó Mục Thiên Thiên xuất hiện đối phó Linh Chân. Còn Thanh Trúc cũng trở về cung Thái Thanh Cửu Thiên. Sư phụ cô là Thẩm Thanh rất tức giận đuổi ra khỏi sư môn. Bà ta biết cô muốn đi tìm dị ma để truy tìm tung tích của cha. Nhưng Thẩm Thanh luôn cho rằng cha cô đã quy phục dị ma chính là tên phản đồ. Mẹ cô quỳ dưới trời mưa cầu xin cung chủ, sau đó bắt Thanh Trúc phải xin lỗi bà ta. Cuối cùng Thẩm Thanh nhốt cô vào Thủy Mộ Thiên Hòa. Đó là nơi người có tu vi từ nguyên đan cảnh mới có thể tu luyện, vì ở đó dương khí quá thịnh, hàn lạnh tận xương. Mẹ khuyên cô hãy buông bỏ mọi chấp niệm về cha mà thành tâm tu luyện. Năm xưa bà chính là sư tỷ của cung chủ Thẩm Thanh. Vì cha cô phản bội nên Thẩm Thanh chỉ có thể trừng phạt để bảo vệ danh tiếng của cung Thái Thanh Cửu Thiên. Nhưng bên trong vẫn âm thầm bảo vệ hai mẹ con họ. Ở một diễn biến khác, dị ma trong cơ thể Lang Thiên lại bắt đầu xung đột. Mục Thiên Thiên cảm nhận được trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh ngang ngu ồ áp chế tên dị ma Thất Vương Điện giúp Lang Thiên bình an. Hắn chợt nghĩ đến lúc hút máu Thanh Đàn có thể thứ cô ta nói đến chính là nó, mà điều không ngờ đến Mục Thiên Thiên chính là tai mắt của dị ma Hoàng cài vào nguyên môn. Chỉ cần có được 8 tổ phù để gần nhau, phong ấn của ma Hoàng sẽ được phá bỏ. Lúc này hai anh em Lâm Động đến Viêm Thành cảm thấy nơi này không được náo nhiệt như năm xưa cha đưa họ đến. Lúc này lão thập tứ ca ca của tứ thập bát ở Thanh Dương trấn đến tìm báo tin có người đã đặt phòng trước cho hai người, mà người đó không ai khác chính là nha đầu điên ứng Hoan Hoan. Sau đó cả hai đến Kỳ Vật Lâu, nơi nham sư đã dặn nếu anh đổi ý thì đến đó tìm mình,
Nhìn những thứ đang bay trên đầu khiến hai người kinh ngạc, nơi đây thật thần kỳ. Huyên Tố báo tin Nham Sư không có nhà đuổi bọn họ đi, mặc cho Lâm Động giải thích, mà lúc này Nham Sư đang ở thành Đại Khôi tìm tông chủ Âm Khôi Tông bàn bạc kế sách tiêu diệt dị ma. Thế nhưng lão ta không chỉ muốn thắng trong trận đấu võ mà còn muốn lấy tổ phù về tay làm chủ cục diện. Sau khi ông rời đi, Mục Thiên Thiên lại tìm đến muốn kết liên minh với Âm Khôi Tông, đồng thời sẽ tặng cho bọn họ một nguồn sức mạnh cực lớn. Chuyển cảnh, Hoan Hoan kéo Lâm Động đi tìm lão Nham Sư nhưng không gặp được. Cô bảo anh cứ quỷ ở đó, mình sẽ về mượn lệnh bài của cha, không tin ông ta không nể mặt. Khi về đến nơi cảm thấy mình đã nói khoác quá đà, chắc chắn cha sẽ không cho mượn. Nhưng cô không muốn mất hết mặt mũi, chỉ còn cách đi lấy trộm. Đúng lúc Ngộ Đạo đi ngang qua bắt gặp, báo với cha cô nhưng ông không ngăn cản. Vì người Hoan Hoan muốn giúp là người phù sư hội lựa chọn, lúc này hàn độc trong người Thanh Đàn lại phát tác càng ngày càng mạnh, nếu cứ tiếp tục e là khó mà giữ mạng. Tiểu Điêu biết trong Kỳ Vật Lâu có một loại tiên dược có thể chữa được bệnh của Thanh Đàn. Không còn cách nào khác, anh đành liều mạng nghe theo hắn tìm đến đó. Khi đang tìm thuốc, trận pháp bên trong đột nhiên chuyển động. Khi cả hai sắp biến thành bánh bao kẹp thịt, Lâm Động dùng sức bay lên cuối cùng cũng thoát chết. Tên Tiểu Điêu bị ngã một đống bảo vật rơi ra. Lâm Động tức giận đá hắn một trận vì dám ăn trộm đồ, chẳng trách bọn họ đuổi theo mãi. Nham Sư ẩn một góc kéo bọn họ đến nơi đầy chân châu dị bảo. Khi tìm được Âm Long Diên, đột nhiên cánh cửa lại đóng lại. Huyên Tố dẫn theo đám người đến bắt bọn họ, đúng lúc này Hỏa Mãng Hổ xuất hiện cứu hai người đi. Tiểu Điêu phát hiện thuốc để chữa cho Thanh Đàn Âm Long Diên đã bị Hỏa Mãng Hổ nuốt mất. Thanh Đàn an ủi đây không phải lỗi của nó, nhưng tên Tiểu Viêm lại một mực muốn đuổi giết Hỏa Mãng Hổ. Một luồng ánh sáng phát ra, Hỏa Mãng Hổ đã biến thành hình người tên là Tiểu Viêm. Tiểu Viêm muốn dùng máu của mình để Thanh Đàn uống nhưng cô không chịu. Thấy vậy hắn định tự kết liễu mình thì Hoan Hoan xuất hiện ngăn lại. Như cô được biết, Âm Long Diên không có tác dụng biến thành hình người mà thứ Hỏa Mãng Hổ nuốt phải là hóa hình đan. Lúc này Lâm Động mới biết mình bị tên Tiểu Điêu lừa, vì hắn muốn trở lại thành hình người. Ở một diễn biến khác, Thanh Trúc sau khi trải qua đau đớn đã thăng lên ngưng đan thắng cảnh. Thấy mọi người đều đã đi hết, cô mới biết hôm nay sư phụ mở trận đấu để chọn ra phù sứ. Thanh Trúc mặc kệ cơ thể vẫn chưa hồi phục chạy đến tham gia trận đấu. Cuối cùng cô trở thành phù sứ đương nhiệm, mặc dù sư phụ Thẩm Thanh không muốn cũng đành chấp nhận. Tên Đằng Lũy sau khi có được sức mạnh Mục Thiên Thiên cho đã dùng nguyên thần của người thật để luyện vũ khí. Cha hắn thấy như vậy quá tàn nhẫn, nhưng bây giờ hắn đã bị sức mạnh che lấp ý chí. Bên này Lăng Thanh Trúc tới tìm Nham Sư. Nhìn vật bên hông cô rất quen mắt, ông đoán ra mẹ cô là Lăng Tố Tố, đang định nói gì đó thì bên trong có kẻ xông vào. Bọn họ chính là do tên Đằng Lũy ở phía sau khống chế. Thấy có biến, Lâm Động cũng chạy tới vừa kịp lúc thể hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Thanh Trúc đã bị trúng phù thuật toàn thân vô lực. Tên Đằng Lũy đã đuổi tới, Lâm Động giả vờ sợ hãi ôm chặt chân cô lừa hắn rơi xuống bẫy. Lần trước đã vào một lần nên mọi mật đạo cơ quan ở đây đã nằm sẵn trong đầu anh. Đột nhiên tay của Lâm Động và Thanh Trúc dính chặt nhau không thể tách ra. Đó chính là liên kết giữa phù sứ và truyền nhân tổ phù, gọi là bổn mệnh linh phù. Lâm Động không muốn làm truyền nhân gì hết, nhưng khi nghe cô chính là phù sứ có trách nhiệm bảo vệ anh không rời nửa bước thì không thể không đồng ý. Lúc này Đằng Tông Chủ biết con trai bị Kỳ Vật Lâu bắt giữ, dù rất tức giận nhưng vẫn bỏ ra 100 vạn dương nguyên đan để đổi người. Nghe lời Tiểu Điêu, Lâm Động đem hết số dương nguyên đan chia cho mọi người, coi như lễ ra mắt hội phù sư. Nham Sư cúi đầu tự gọi mình là Tiểu Lão Nhi, cùng mọi người tôn anh lên làm hội trưởng hội phù sư. Sau đó Nham Sư đưa hai người đến nơi tái hiện lại đại chiến giữa tổ phù và dị ma hoàng. Từ hàng trăm năm trước, tổ phù đại nhân ngộ ra cách tu luyện sức mạnh tinh thần, vô tình mở ra một cánh cửa. Dị ma đến từ cánh cửa đó nhân cơ hội đến huyền vực hút đi sức mạnh khiến đất trời gặp nạn. Tổ phù đại nhân dẫn đầu 8 đệ tử tiêu diệt dị ma, ngưng thành 8 đạo tổ phù. Sau trận chiến, 8 tổ phù lưu lạc, vì thế mạch phù sư luôn giám sát hành động của dị ma, đồng thời tìm ra tung tích 8 đạo tổ phù đề phòng một ngày nào đó dị ma thoát ra. Lâm Động hào hùng nói bản thân đã hiểu, chỉ cần dị ma đến một tên sẽ giết một tên, cho dù phải đền mạng cũng không để bọn chúng đắc ý. Nói cho sướng mồm xong lại sợ hãi chạy mất dép, nửa tên dị ma mình cũng không giết được, chuyện tốt như vậy để cho người khác làm. Sau đó chạy tới kéo Thanh Đàn đi khỏi đây, nhưng bên ngoài một đám người kéo nhau tới vây kín. Đó đều là những phù sư của phù sư hội khi trước luôn ẩn mình trong nhân gian. Nhưng bây giờ Lâm Động, người giữ tổ phù đã xuất hiện nên đến để nghe lệnh của anh. Nhiệm vụ của Lâm Động là tìm ra 7 tổ phù còn lại trong nhân gian. Lâm Động đem tổ phù đưa cho đám người họ, không ai dám nhận, vậy bọn họ dựa vào đâu để bắt anh phải làm. Lúc này Hoan Hoan nghe tin Lâm Động làm hội trưởng hội phù sư thì tức tốc chạy tới. Cô muốn anh về đạo tông cùng mình, không ai được phép tranh giành. Bên kia Lâm Động theo Nhan Sư ra bàn bạc. Sau khi đưa ra 3 điều kiện được ông đồng ý, lại có Thanh Trúc ở bên, cuối cùng anh cũng đồng ý. Hoan Hoan thấy anh bám chặt Thanh Trúc như vậy thì thất vọng bỏ đi. Nhan Sư thực hiện điều kiện thứ nhất của Lâm Động chính là chữa bệnh cho Thanh Đàn. Ông chợt phát hiện ra hàn độc của cô ấy do bẩm sinh mà có. Nhưng trong đó lại có một năng lực của người luyện võ đến từ Hắc Ám Chi Điện trong truyền thuyết. Tuy nhiên nơi đó ở đâu thì không một ai biết.
Tối đó Thanh Trúc đến tìm Nhan Sư muốn hỏi về chuyện cha mình, nhưng ông chỉ để lại một câu: dị ma ở đâu chân tướng sẽ ở đó, chỉ cần bảo vệ tốt cho Lâm Động ắt sẽ tìm ra sự thật. Lúc này Lâm Động thấy Hoan Hoan vẫn chưa đi thì chạy tới hù dọa. Mặc dù tức giận vì anh chỉ ham mê nữ sắc nhưng vẫn có tâm vất lại cho một bộ đồ, Lâm Động đuổi theo trêu ghẹo dù không thể đi cùng nhưng sau này cả hai có thể đến thăm nhau. Lúc này một trận gió lớn nổi lên, dị ma xuất hiện. Trong lúc cả hai đang hoang mang thì Lang Thiên và Thanh Trúc chạy tới giao đấu với dị ma, thế nhưng bọn họ không phải đối thủ của hắn. Lâm Động cầm tổ phù tấn công dị ma, trong lúc nguy hiểm Lang Thiên lao đến đỡ. Trước khi đến đây Thanh Trúc cũng đã gặp Ngộ Đạo, nói người của Đạo Tông đều đã mất tích. Lúc bọn họ tìm thấy đám người đó đều đã bị khống chế. Tuy nhiên đó không phải do dị ma mà là bị kẻ khác đánh phù ấn vào trong cơ thể, giống như tên Đằng Lũy làm trước đó. Mà kẻ này có công lực cao siêu, đồng thời cũng là người của phù sư hội. Bên ngoài Huyên Tố tới báo phát hiện ra dấu vết phù ấn, đưa đám người Lâm Động đi. Cùng lúc đó Nhan Sư dùng thuật cũng nhìn ra kẻ đó là Huyên Tố. Lúc này cô ta đang tấn công Lâm Động thì Nhan Sư vừa hay tới kịp. Huyên Tố tỉnh lại nhớ ra mình đã gieo phù ấn lên toàn bộ các đệ tử của phù sư hội, ngay lập tức quay về. Để chặn bọn họ lại, Thanh Đàn nhờ Lang Thiên giúp mình làm hàn độc phát tác khiến bọn họ tạm thời ngủ đông. Lâm Động thấy em gái bị lợi dụng thì rất tức giận, nhưng đó đã là cách tốt nhất. Nhan Sư dẫn bọn họ đến ngôi mộ ngoài thành của một vị cao nhân. Người này đã đúc kết tâm huyết cả đời tạo thành Niết Bàng Tâm, nếu như có được sức mạnh đó thì có thể cứu được các đệ tử của phù sư hội. Nhưng nó không những có phong ấn bên ngoài mà bên trong cũng vô cùng nguy hiểm. Thanh Đàn thân mang hàn độc không thể vào bên trong, mà lúc này Hoan Hoan và Lang Thiên cũng muốn gia nhập. Nhan Sư lần lượt đưa bọn họ vượt qua phong ấn vào bên trong. Bọn họ lần lượt bước vào một cánh cửa, Hoan Hoan dặn Tiểu Viêm ở lại canh chừng. Sau khi vượt qua cửa ải mê cung, bọn họ bị đưa tới một nơi đặt 4 chiếc quan tài. Tổ phù đột nhiên có cảm ứng, bỗng nhiên bên trong một ngọn lửa bùng lên. Lâm Động phát hiện ra lửa này giống như ảo ảnh, không gây tổn hại gì. Cảm nhận được hài cốt kia, nghe được những gì bọn họ nói, Lâm Động dùng rượu mời vị tiền bối hài cốt. Một luồng sáng xuất hiện, cỗ quan tài mở ra. Khi Lâm Động lại gần lấy vật bên trong, đột nhiên anh và Thanh Trúc bị rơi xuống cỗ quan tài. Tiểu Điêu cũng rớt xuống theo nhưng lại bị rớt ra ngoài. Nhờ có Tiểu Điêu, cửa quan tài cũng được mở ra. Nhưng Lâm Động đang ôm người đẹp lưu luyến không muốn ra ngoài. Lúc này Niết Bàn xuất hiện, nhưng nó cần người có sức mạnh cực lớn thu phục. Không ngờ Thanh Trúc lại có thể thu phục được nó, nhưng sau đó cô như biến thành một người khác lao đến quyến rũ Lâm Động. Cho đến khi Lang Thiên chạy đến giúp Thanh Trúc thức tỉnh, tưởng anh giở trò Thanh Trúc lao đến tấn công thì Lang Thiên lại đỡ cho Lâm Động một nhát. Lang Thiên cảm nhận được ở đây có điều kỳ lạ thì đột nhiên Lâm Động như biến thành một người khác xông tới tấn công bọn họ. Ở một diễn biến khác, Nhan Sư kiểm tra trên người Thanh Đàn không hề có ái dẫn phù, ngay lập tức đi tìm bọn họ. Khi đến nơi, Thanh Trúc báo tin ái dẫn phù nằm trên người của Lang Thiên. Ông tìm cách liên lạc với Tiểu Điêu nhưng hắn đã bị ả Mục Thiên Thiên nắm giữ. Tên Đằng Lũy muốn lấy năng lượng tổ phù từ cơ thể Lâm Động nhưng nó đã hòa vào cơ thể không thể lấy ra. Theo lời của Mục Thiên Thiên, chỉ cần thả anh vào hồ hóa sinh chẳng bao lâu năng lượng sẽ phát ra, có thể tùy ý sử dụng. Nhan Sư chợt nhớ trước khi vào bên trong ông có truyền nguyên đan cho Lâm Động, vì thế có thể kết nối với nó để đi vào thần thức gọi Lâm Động quay về. Lúc này Lâm Động đang rơi vào ảo cảnh, đó là cuộc sống bình yên với cha và em gái nên anh không muốn thoát ra ngoài. Hoan Hoan và Thanh Trúc cũng tới gọi Lâm Động thì cha anh lại giữ lại. Anh chợt nhớ ra cha luôn muốn mình ra ngoài trở thành kẻ tài giỏi, cuối cùng Lâm Động cũng thoát khỏi khống chế. Nhan Sư nhìn thấy anh đang ở hồ hóa sinh ngoại thành, Tiểu Viêm nghe đến đó lập tức chạy tới đưa Lâm Động trở về. Thấy mọi người bị liên lụy quá nhiều từ khi mình xuất hiện khiến Lâm Động nhụt chí, lúc này anh lại ước bản thân có thể giống như trong ảo cảnh sống cùng cha và Thanh Đàn. Sau khi được Hoan Hoan động viên, anh cũng vực lại tinh thần, Hoan Hoan giao lại vũ khí trong ngôi mộ cổ mà mình đã lấy giúp cho Lâm Động. Ở một diễn biến khác, Lâm Lang Thiên cũng được Mục Thiên Thiên cứu sống, còn viên đá tổ phù ả ta đã giao lại cho tên Đằng Lũy. Sau chuyện lần này, Lâm Động muốn bản thân trở lên mạnh mẽ hơn, Lang Thiên tự xung phong mình sẽ cùng anh luyện tập vì sức khỏe Nhan Sư vẫn chưa hồi phục. Nhan Sư cảm thấy Lang Thiên là kẻ tâm tư khó đoán, có mưu tính riêng nhưng đối với Lâm Động luôn rất tốt. Còn Lâm Động lại là kẻ luôn gặp vận may quái đản, cùng một lúc có người cả ba môn phái lớn vây quanh. Lúc này khúc mắc của Lâm Động đối với Lang Thiên đã được hóa giải. Hai người cùng nhau uống đến say mềm. Lang Thiên dường như muốn tìm kiếm một thứ gì đó trên người anh nhưng không thấy. Ở một diễn biến khác, tổ phù sau khi lạc trôi vào tay tên Đằng Lũy bị hắn tìm đủ mọi cách thăm dò khiến Tiểu Điêu bất lực. Tiểu Điêu lên tiếng nói mình là linh hồn của tổ phù bắt hắn nhìn thẳng mặt trời để rửa sạch lỗi lầm. Bên này Nhan Sư đang dạy Lâm Động cách dùng pháp bảo Địa Lân Cổ Kích. Trong đó là ba công pháp được phong ấn ở bên trong. Hoan Hoan tới xem Lâm Động luyện tập chán chê, lại phát hiện Thanh Trúc rất yếu ớt. Nghe cô nói chuyện với sư tỷ mới biết Thanh Trúc đã vô tình làm vỡ nguyên đan. Một khi không còn nguyên đan sẽ bị rớt cảnh, mất rất lâu để hồi phục. Lúc này Thanh Trúc ngất đi thì Hoan Hoan tới kịp. Dù ngoài miệng không ưa nhưng Hoan Hoan đã giúp Thanh Trúc đả thông kinh mạch. Động viên nguyên đan vỡ rồi vẫn có thể làm lại,
Hơn nữa bản thân làm vậy chỉ là không muốn Thanh Trúc làm ảnh hưởng đến Lâm Động mà thôi. Thẩm Thanh sư phụ khi biết Thanh Trúc tổn hại tu vi thì muốn cô quay về nhưng cô nhất quyết không chịu từ bỏ. Tiểu Điêu thấy Lâm Động vẫn tốt với mình nhất tự mò về nhưng anh chẳng thấy vui vẻ gì, vốn muốn hắn ở bên đằng lũy làm nội gián lại trở về nhanh như vậy. Lúc này Lâm Động quyết định dùng niết bàn tâm chữa trị nguyên đan cho cô, dù Thanh Trúc nhất quyết không nhận nhưng anh vẫn ép cho bằng được. Khi Nhan Sư và Hoan Hoan biết tin thì vô cùng tức giận, vài ngày nữa bắt đầu trận đấu nếu không có niết bàn tâm anh lấy gì ra để giữ mạng. Nhưng Lâm Động chỉ muốn Thanh Trúc làm phù sức của mình, nếu đổi người khác thì coi như không có hội trưởng phù tổ sư là anh. Lần này Nhan Sư đã thực sự TUC giận cũng không cần Lâm Động ở lại đây nữa. Thanh Trúc đến tìm Nhan Sư nhận lỗi nhưng dù sao niết bàn cũng do cô hộ tống về coi như là duyên phận. Ông đuổi Lâm Động đi cũng là trong cơn tức giận, muốn Thanh Trúc sau này bỏ qua thành kiến với anh vì tấm chân tình đó hiếm mà có được. Vừa ra khỏi cửa Lâm Động đã lao đến nịnh nọt nhận lỗi với Nhan Sư, lúc này Tiểu Viêm chạy đến báo tin Thanh Đàn đã mất tích. Mà kẻ bắt cô ấy chính là tên đằng lũy, mặc dù biết đó là mưu kế của Âm Khôi Tông gây rối loạn tâm trí nhưng Lâm Động không thể bỏ mặc em gái. Lúc này Lang Thiên xuất hiện hứa sẽ giúp anh đưa Thanh Đàn trở về, bên kia Mục Thiên Thiên cảm nhận được trên người Thanh Đàn có sức mạnh hắc ám chi điện. Để có thể giúp Lâm Động tăng tu vi một cách nhanh chóng, Nhan Sư đưa anh tới điểm dẫn lôi. Từng đợt thiên lôi bắt đầu giáng xuống, thấy anh chịu ngàn vạn đau đớn Hoan Hoan lao đến lại bị Thanh Trúc ngăn lại. Sau cùng không thể ngồi yên được nữa, Hoan Hoan chạy tới đỡ anh dậy. Thanh Trúc phát hiện trên người Lâm Động vẫn còn một kinh mạch chưa thông, quyết định giúp anh. Cuối cùng Lâm Động cũng thành công thăng cảnh, lại được tin Nhan Sư đã thay anh đi thách đấu vội vàng đuổi theo. Lúc này Nhan Sư chuẩn bị thách đấu thì Lâm Động chạy tới, đối phó với tên đằng lũy nhãi nhép chỉ cần anh là đủ. Để khởi động tháp bảo cần đọc ra bài thần chú nhưng Lâm Động lại không thuộc. Tuy nhiên Nhan Sư đã chuẩn bị từ trước bảo Tiểu Điêu học thuộc phòng khi anh trở về sẽ bị gây khó dễ. Sau khi Lâm Động đọc thần chú, phù sư tháp dần hiện lên. Phù sư tháp được tinh thần hội đời trước ngưng kết tạo thành, mỗi năm chuyển hóa một lần, càng lên cao độ khó càng tăng dần. Đỉnh tháp tượng trưng cho thân phận cao nhất của phù sư tổ thần, vô cùng hung hiểm, không ai có thể bước vào. Nếu như lần này Lâm Động thua, phù sư hội sẽ gia nhập Âm Khôi Tông, ông cũng sẽ cáo lão về quê, trên thế gian sẽ không còn phù sư hội nữa. Lúc này tên đằng lũy giở trò bỉ ổi dùng người thật làm con rối tấn công Lâm Động, trong lúc nguy hiểm Huyên Tố kịp thời ra tay giúp anh không bị rơi xuống. Sau khi thấy Huyên Tố bị đánh gục, Lăng Trúc chạy vào cứu trợ cho Lâm Động. Vì cô chính là phù sứ nên đám người Âm Khôi Tông không có quyền ngăn cản. Trong lúc giao đấu, tổ phù trên người đằng lũy rơi ra chạy về tay chủ nhân thực sự. Hai bên đang giằng co thì Thanh Trúc xuất hiện đánh bay tên đằng lũy xuống dưới. Cả hai nắm tay nhu hướng về đỉnh tháp, mà phía dưới tên đằng lũy đã bắt đầu ngoi lên. Khi hai người đến đích, hắn bay đến tung cước đá bay. Thấy Lâm Động và Thanh Trúc không lấy được tổ thạch, đám người Âm Khôi Tông đắc ý. Lúc này tên đằng lũy cũng rơi xuống thương tích đầy mình. Hắn cũng không lấy được tổ thạch, trận này coi như hòa nhau. Đột nhiên bên tháp có chấn động, khi bọn họ tới người canh tháp đã bị giết chết, dị ma xuất hiện, hai môn phái cần phải nghe lời của một bên. Vì thế cả hai xảy ra tranh chấp, mà bên trong Lâm Động và Thanh Trúc đã chạy vào tháp lần nữa, lúc này Thanh Trúc trượt chân ngã xuống. Vì bên trên rất nguy hiểm, Lâm Động không muốn cô lên đó cùng mình đã buông tay, thấy Thanh Trúc rất nhanh đã ra ngoài, đằng lũy vô cùng đắc ý. Bên trong một mình Lâm Động tiến vào phong trận, đột nhiên một trận gió lạnh thấu xương kéo đến, Nhan Sư chợt nhớ ra người canh tháp đã chết, hộ pháp cũng biến mất. Hoan Hoan không cho Thanh Trúc vào vì trên người cô không có áo giáp, sau đó liều mạng lao tới tìm Lâm Động. Lúc này anh đã lấy được tổ thạch và đi vào ảo cảnh gặp chủ của tổ phù thôn phệ, vì anh có thể nhìn thấy tàn dư ảo ảnh của ông ta nên chính là chủ nhân kế nhiệm của thôn phệ. Nếu như khi tháp phù lặn sâu dưới lòng đất, Lâm Động sẽ không thể ra ngoài được nữa. Nhan Sư tập hợp hết tất cả sức mạnh để hộ pháp, cuối cùng đã giúp Lâm Động nhận ra đây là ảo cảnh. Bên trong Hoan Hoan nhấc từng viên đá ra khỏi người anh nhưng Lâm Động vẫn hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài Nhan Sư đã không thể chống cự, phù tháp cũng dần chìm xuống khỏi mặt đất khi ả Mục Thiên Thiên đắc ý rời đi. Tất cả hội phù sư rơi vào tuyệt vọng thì Lâm Động cùng Hoan Hoan ngoi lên khiến mọi người ngỡ ngàng. Anh thấy chức hội trưởng này khó nhai quá, sau đó chìa ra viên tổ thạch rồi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy biết là do chính tay Thanh Trúc đắp thuốc cho mình thì sung sướng. Còn Hoan Hoan nhìn bọn họ chăm sóc cho nhau thì đau lòng. Lâm Động nhớ hồi trước mình bị thương chỉ có Thanh Đàn chăm sóc. Mà nhắc đến em gái mới nhớ ra cô ấy chưa quay về. Lúc này Lang Thiên đưa Thanh Đàn đi thì Mục Thiên Thiên chặn lại. Cô ta biết Lang Thiên luôn muốn Lâm Động ở dưới trướng mình, vì thế âm khí trên người Thanh Đàn là thứ có thể khiến hắn đột phá, còn có thể tiêu diệt dị ma. Sau khi Thanh Đàn tỉnh dậy, Lang Thiên nói Lâm Động đã bị thương, vì thế cô có thể thay anh trai đi tập hợp 7 tổ phù còn lại cùng mình. Nhưng nếu để Lâm Động biết nhất định sẽ phản đối, vì muốn anh trai không phải gặp nguy hiểm, Thanh Đàn đã đồng ý với Lang Thiên. Lâm Lang đưa ngọn tóc của mình cho Thanh Đàn, thề rằng từ nay mạng của cô chính là mạng của mình. Lâm Động và Tiểu Viêm tìm kiếm Thanh Đàn nhưng chưa thể tìm thấy cô. Thanh Đàn chưa chắc đã gặp nguy hiểm vì trên người Lâm Động có đồ mà chúng cần.
Có thể Thanh Đàn bị bắt làm con tin hoặc là Lâm Lang có thân phận đặc biệt nên bọn chúng không dám động vào người của Nguyên Môn. Tạm thời Tiểu Viêm chỉ có thể đưa Lâm Động về trước để nghỉ ngơi. Tối đó Hoan Hoan phát hiện ra Lâm Lang có vấn đề. Cô thắc mắc chuyện trước đây hắn chúng phải phù thuật tại sao lại có thể thoát ra được. Cô nhắc nhở Lâm Động hãy lên đề phòng hắn nhưng anh lại không tin cô. Cha của Hoan Hoan nói cho cô biết đã đến lúc phải về vì Đạo Tông mới là nhà của bọn họ. Hôm sau Âm Khôi Tông đưa đến một phù hiệu nói rằng đến ký hiệu ở trên bản đồ dùng tổ thạch đổi lấy mạng của Thanh Đàn và Lâm Lang. Điều này đã khiến cho Lâm Động vô cùng tức giận. Thanh Trúc tiếp tục tìm kiếm tung tích của Thanh Đàn thì phát hiện mảnh vỡ của Hắc Băng. Thanh Đàn sử dụng trong cơ thể cần nguyên lực trên nguyên đan cảnh hỗ trợ. Biết được Lâm Lang đang giúp Thanh Đàn tu luyện, cô liền lập tức đi tìm. Nhãm lão đầu đưa cho Lâm Động tổ thạch nói anh có thể xuất phát vì ông đã triệu tập đệ tử hội phù sư giúp anh ở ngoài cửa. Sau khi đến địa điểm đã hẹn trước, cả hai bên đều lao vào đánh nhau. Phát hiện có điều không ổn, đám người Lâm Động lập tức trở về Kỳ Vật Lâu. Sau khi mọi người trở về thì Nhãm lão đầu đã yên giấc ngàn thu. Chứng kiến cái chết của ông đã khiến mọi người vô cùng đau buồn. Thanh Nham biết được tin này thì bỗng trở lên điên dại mà quát nạt các đệ tử. Ở một diễn biến khác, Thanh Đàn sau khi tỉnh dậy đã được Lâm Lang truyền cho đan điền. Anh nhắc nhở cô sau này phải thường xuyên thổ nạp biến hàn độc thành nguyên lực. Thanh Đàn nói rằng ca ca của cô giờ đây vô cùng bận rộn. Cô hy vọng cuộc đời sau này của mình được đi cùng Lâm Lang. Đúng lúc này Mục Thiên Thiên đi đến đưa cho Lâm Lang bản đồ của không gian tổ phù, yêu cầu anh đến đó lấy lại tổ phù. Khi Lâm Lang rời đi, Đằng Lũy đi đến nói rằng khó khăn lắm mới lấy được bản đồ, tại sao lại đưa cho hắn. Hóa ra Nham lão đầu bị Thiên Thiên hóa trang thành huyền tố giết hại ông để cướp lấy bản đồ. Không biết bản đồ là thật hay giả, cô mới đưa cho Lâm Lang để anh ta đi xác thực. Sau nhiều ngày, Lâm Động cũng quyết định hỏa táng cho Nham lão đầu. Nhưng lúc anh đốt lửa thì ngọn lửa lại bị dập tắt. Khi anh đến gần thì Nham lão đầu tỉnh lại khiến anh sợ hãi mà bỏ chạy. Thấy ông chưa chết, Lâm Động vô cùng vui mừng mà ôm lấy ông. Nham lão đầu hy vọng anh sau chuyện lần này sẽ hiểu ra nhiều chuyện mà không cần phụ thuộc vào ông. Sau khi đã chuẩn bị, Nham lão đầu bắt đầu thi triển pháp trận. Ông nói rằng Lâm Động chính là người kế vị ông, sẽ giao vận mệnh của hội phù sư cho anh. Anh nhận lấy tổ thạch thề sẽ tìm lại được tổ phù tiêu diệt yêu ma. Thanh Trúc ở xa nhìn thấy tín hiệu này cũng nguyện nghe theo lệnh của truyền nhân. Ngay lập tức luồng sáng này được truyền đi khắp nơi. Sau đó Nham lão đầu đưa cho anh bản đồ tinh thần, còn cái mà bị dị ma cướp đi là ông vẽ bừa lên đó. Nhưng trên bản đồ đó vẽ gì thì hội trưởng mới này vô cùng ăn hại, không hiểu được nó. Nham lão đầu nhắc nhở anh cần phải đi tìm người có thể hóa giải bản đồ này. Tuyệt đối không được để tin ông vẫn còn sống truyền ra ngoài, để các đệ tử tiếp tục đi tìm bản đồ, như vậy mới có thể yểm trợ cho cậu. Ông nói cho anh biết người có thể hóa giải được đang ở thành Đại Khôi, đó là đệ tử ẩn giật bên ngoài của hội phù sư vô cùng giỏi giải mã và am hiểu về Âm Khôi Tông. Sau đó ông đưa cho anh một phù ấn, từ nay gọi anh là Ấn Phù Sư. Chuyển cảnh, Lâm Động đến tìm Thanh Trúc để uống rượu tâm sự. Hai người họ vô cùng lo lắng cho an nguy của Thanh Đàn nhưng không biết được Lâm Lang đã đưa cô đi đâu. Tiểu Viêm cũng tìm đến để góp vui nhưng chỉ được chén rượu cúng anh ta đã gục. Thanh Trúc là phù sứ nên Lâm Động hy vọng ngày mai cô có thể đi cùng mình. Nhưng cô phải trở về Cửu Thiên Thái Thanh sau khi xử lý xong chút chuyện mới có thể đến Đại Khôi cùng anh. Trước khi đi Đại Khôi, Nham Đại Sư đã nhờ Huyền Tố đưa túi càn khôn cho Lâm Động. Đây chính là pháp bảo cổ truyền của hội phù sư, bên trong có tất cả bảo vật của Kỳ Vật Lâu. Đúng lúc này có một tia sáng của Thanh Đàn tìm đến nói rằng cô đang ở cạnh Lâm Lang vô cùng an toàn, khuyên anh không cần phải lo lắng. Lâm Động vừa rời đi thì Thanh Trúc cũng tìm đến đuổi theo anh. Trở về Đọa Tông, Hoan Hoan may mắn nhìn thấy chủ của Huyền Băng tổ phù được cô giao lại sinh mạng của cô cho mình. Cha của Hoan Hoan nói cho cô biết cô ấy là đệ tử có sức mạnh lớn nhất của phù tổ, không ai có thể vượt qua được. Chỉ có băng chủ mới có sức mạnh này, và Hoan Hoan từ khi sinh ra đã được chọn là truyền nhân của Huyền Băng tổ phù. Nhưng để khổ luyện thì cần phải vứt bỏ đi tình cảm ở trong lòng. Cha cô thấy cô mới chỉ có chút tình cảm với Lâm Động nên khuyên cô hãy buông bỏ. Lúc này cha của Đằng Lũy muốn luyện hóa tổ phù nhưng không ngờ bị nó phản lại, suýt chút nữa hút cạn linh lực, may có Đằng Lũy kịp thời đến cứu. Lâm Động hỏi đường thì biết được muốn tu phục linh bảo phải tìm bảo bối ở phía đông thương hội Vạn Kim. Lâm Động đi đến nơi này thì biết được người mà Nham lão đầu nhắc đến chính là người đang được giao bán. Nhưng khi hai người họ đến cướp Khôi Nguyệt đi thì phát hiện cô ta không phải là người thật. Thấy hai người họ phá hỏng công sức 3 năm của mình, Hạ Nhất Trùy liền bắt hai người họ bồi thường. Nhưng khi nghe hai người họ nói mình đến vì tu linh bảo thì ông ta lại cho qua chuyện này. Nhưng để có thể sửa được địa cực linh bảo thì phải trả với giá rất cao. Lâm Động đã phải đổi hết số dương nguyên đan cho ông ta để 3 ngày sau có thể quay lại lấy linh bảo. Sau khi thử lòng Hạ Nhất Trùy, Lâm Động biết được ông ta chính là người mà Nham lão đầu nhắc đến. Lúc này Hoan Hoan cũng đến Đại Khôi để tìm Lâm Đạo. Thấy vậy hai người Lâm Đạo liền theo sau cô. Bất ngờ đám binh lính nơi này đuổi theo con trồn. Thấy Hoan Hoan bắt được nó, bọn chúng liền xông tới nhưng bị Tiểu Viêm cản lại. Nhân cơ hội này Lâm Động đã kéo Hoan Hoan chạy trốn.
ba người họ chạy trốn đã va phải Hạ Nhất Trùy. Thấy vậy, ba người họ liền bỏ tiền ra để mua chuộc ông ta giúp ba người họ an toàn ở nơi này. Lâm Động hỏi ông ta đã sớm nhận ra nhau nhưng tại sao lại không nói, vì xung quanh nơi đây đều là tai mắt nên ông chỉ có thể giấu anh thực hiện từng bước mới dám nhận anh. Sáng hôm sau, Hạ Nhất Trùy giúp anh sửa lại cổ kích. Anh nịnh nọt ông ta nói bọn họ là người thân thiết không nên lấy tiền sửa. Nhưng ông nói cho anh biết việc giải mã bản đồ cũng phải thu tiền. Thấy vậy anh muốn đi bêu diếu ông ta trước toàn dân thiên hạ, sợ tiếng xấu của mình bị đồn ra ngoài, ông đã chấp nhận giải mã miễn phí cho anh. Hạ Nhất Trùy giải mã giúp Lâm Động nhưng không thể giải hết. Ông nói rằng cần phải có linh luân giám mới có thể tiếp tục giải mã bản đồ tinh đồ. Chuyển cảnh Lâm Lang bị hàn độc xâm nhập cơ thể khiến cơ thể anh trở lên lạnh buốt. Nhớ lại lời của Kaka, sử dụng máu của người bình thường có thể cứu được Thanh Đàn, liền dùng máu của mình để cứu Lâm Lang. Thanh Trúc lúc này cũng tìm thấy hai người. Cô nói cho Lâm Lang biết nếu như không có chiếc giáp mà Lâm Động tặng thì anh đã chết cứng ở đây rồi. Hơn nữa bản đồ mà hai người đang đi theo là giả, nó được dị ma trộm chứ không phải Lâm Động đưa. Đúng lúc này Thiên Thiên đi đến nói rằng bản đồ này cô lấy được từ Âm Khôi Tông, vậy mà Thanh Trúc lại nói Lâm Lang cấu kết dị ma vu oan giá họa cho cậu. Lâm Lang thấy vậy liền đứng ra bảo vệ Mục Thiên Thiên, nói Thanh Trúc không tin thì có thể giết mình. Thấy vậy Thanh Trúc đã kéo tay Thanh Đàn đưa cô đi, nhưng Thanh Đàn lại từ chối, không may đánh bay Thanh Trúc khiến cô ngất đi. Lâm Lang hỏi Thiên Thiên tại sao lại nói bản đồ giả này là Lâm Động đưa cho mình. Vì hiểu rõ sư đệ của mình trong lòng nghĩ gì nên cô nói hãy để mình đi tìm bản đồ thật. Thấy Lâm Động đi tìm Tiểu Viêm, Hoan Hoan cũng đi theo anh với mục đích dụ dỗ anh đưa ra bản đồ thật. Đằng Lũy theo dõi Lâm Động thì biết được anh trốn ở nhà của Hạ Nhất Trùy. Hắn biết rằng anh đến đây là để sửa cổ kích. Khi cổ kích được Hạ Nhất Trùy sửa xong khiến cho Lâm Động cảm thấy vui sướng thì một sức mạnh nào đó thu hút cổ kích đi. Lâm Động thấy vậy liền đuổi theo hy vọng có thể lấy lại được cổ kích. Nhưng trên đường lại xuất hiện huyết linh khôi khiến cho hai người ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cổ kích bất ngờ bay đến Lâm Động, nhân cơ hội này mà cầm lấy rồi lao vào yêu luôn tên huyết khổ linh. Không thể khống chế được cổ kích, hai người Lâm Động cũng vì vậy mà bị đánh bay. Thấy rằng có vật thể lạ dưới đất, Lâm Động đã cầm nó mà ném vào người của huyết khổ linh, không ngờ có thể hạ gục được hắn. Sau đó hai người họ đã cùng nhau đi tìm Hoan Hoan. Bên này Hoan Hoan đi tìm Lâm Động nhưng lại bị Đằng Lũy đánh ngất. Đằng Lũy thật không ngờ cô ta lại chính là Thiên Thiên sư tỷ của mình. Cô ta hóa thành Hoan Hoan để ở bên cạnh Lâm Động với mục đích cướp được bản đồ thật từ tay anh. Cùng thời điểm đó Hoan Hoan chạy theo chim bắt đầu tới đây mà gặp mặt tên Đằng Lũy. Hắn muốn cho người bắt cô nhưng lại bị cô khống chế rồi tẩu thoát. Đang chạy trốn, Hoan Hoan nhìn thấy Lâm Động cũng tìm kiếm mình mà ôm lấy anh. Trở về Đại Khôi, Lâm Động nhìn thấy Thanh Trúc mà vội vàng ôm cô về kêu Hạ Nhất Trùy cứu chữa. Thanh Đàn cũng muốn theo đám người họ vào trong nhưng bị Lâm Lang cản lại. Sau khi kiểm tra, Lâm Động biết được vết thương của Thanh Trúc bị nhiễm hàn độc. Sau khi tỉnh dậy, Thanh Trúc đã không nói cho Lâm Động biết sự thật mà nói dối rằng trên đường tới đây tìm anh cô bị Âm Khôi Tông phục kích. Vết thương trên người cô không phải hàn độc mà chính là cửu minh hàn khí. Trong khi Hoan Hoan buồn bực vì Lâm Động vô tâm với mình thì anh tìm đến để xin lỗi cô. Để bày tỏ lòng mình, anh muốn rủ cô cùng đi ngắm trăng thay lời xin lỗi. Bất ngờ anh đẩy cô vào tường nói rằng bây giờ cho dù anh có thích cô cũng không thể ở bên cô vì anh vẫn còn sứ mệnh cần phải làm. Khi anh nhận ra có điều khác lạ thì đã bị anh đánh ngất. Hóa ra anh là do Thiên Thiên hóa thành muốn lợi dụng cô mà bắt cô đi. Hôm sau cô ta lại đóng giả Hoan Hoan đi đến gặp Lâm Động thì biết được rằng cái đồ mà anh nhặt được hôm nọ chính là Linh Luân Giám. Hạ Nhất Trùy nói rằng sử dụng đồ vật này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Nghe vậy Lâm Động liền đến nhờ Thanh Trúc năn nỉ cô, hy vọng cô có thể giúp mình. Trước khi bắt đầu, Hạ Nhất Trùy nhắc nhở cô sau khi ông và Lâm Động đi vào cô hãy dừng Linh Luân Giám lại. Lúc bản đồ dần biến mất đồng nghĩa nó đã đi vào não của hai người họ. Nhớ kỹ sau một canh giờ cô phải đánh thức hai người họ. Sau khi bắt đầu, Thanh Trúc đã nhờ Tiểu Viêm trông chừng còn mình ra ngoài một lát. Hoan Hoan giả thấy vậy liền chặn cô lại, công kích tình cảm của cô với Lâm Động khiến cô tức giận đưa cho cô ta Linh Luân Giám rồi rời đi. Hoan Hoan có được Linh Luân Giám liền lập tức đi vào tác động đến hai người họ. Hai người ở trong mộng cảnh cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, biết được bên ngoài đã có chuyện xảy ra. Cùng thời điểm đó Hoan Hoan sau khi tỉnh lại thấy mình đã bị trói không thể thoát ra nên đã nhờ chim bắt đầu đi tìm Lâm Động cầu cứu. Thanh Trúc nhớ lại lời của Nham Sư nhận ra mình đã bị lừa liền quay lại. Nhưng khi cô vào đến nơi thì đã muộn một bước. Hai người Lâm Động lúc này đã bị trọng thương mà ộc máu. Sau khi ra khỏi mộng cảnh, Lâm Động nhìn thấy chim bắt đầu biết được Hoan Hoan đang gặp nguy hiểm liền đi theo tìm cô. Nhìn thấy cô, hai người nói những chuyện chả ai hiểu là họ đang nói gì. Lúc bấy giờ bọn họ mới nhận ra người mà mình gặp là do dị ma hóa thành. Khi bọn họ quay trở về thì Hạ Nhất Trùy đã bị Thiên Thiên phế bỏ tu vi, còn Tiểu Viêm đã bị cô ta đưa đi. Trước khi chết, ông nhắc nhở Lâm Động anh là người duy nhất có bản đồ, bọn dị ma chắc chắn sẽ tìm đến anh nên anh hãy cẩn thận. Lúc này Thanh Trúc mới nói cho Lâm Động biết vết thương của cô chính là do Thanh Đàn gây ra.
cô đã gặp hai người họ nhắc Lâm Lang bản đồ Thiên Thiên đưa cho hắn là giả. Lúc này Lâm Động mới nhận ra Lâm Lang và Thiên Thiên là hai tỷ muội của Nguyên Môn. Cô ta không phải là đệ tử bình thường mà là trưởng lão chấp sự của Nguyên Môn. Chuyện trước mắt cần làm là phải đi lấy lại được Linh Luân Giám. Lâm Động quyết định lấy bản đồ ra làm mồi nhử để bọn chúng cắn câu. Ngày đấu giá của Điêu Thiên Kim diễn ra, Lâm Động sử dụng bản đồ để làm vật đấu giá dụ Thiên Thiên ra mặt. Nhưng tên Đằng Lũy đã đưa Tiểu Viêm đến để giao dịch đổi lấy bản đồ của Lâm Động. Sau đó Đằng Lũy đem Tiểu Viêm ra để đấu giá. Thấy giá liên tục tăng không giảm, Lâm Động đã đem bản đồ cho hắn để đổi lấy Tiểu Viêm. Trở về nhà, Đằng Lũy đang vui mừng vì có được bản đồ thật thì Thiên Thiên nói cho hắn biết hắn là đồ vô dụng. Lâm Động đã làm cả trăm cái bản đồ phát cho mọi người mà hắn vẫn còn vui mừng. Thấy vậy hắn liền tới buổi đấu giá hỏi tại sao Lâm Động lại lừa gạt hắn. Thiên Thiên lúc này cũng đến nói mọi người phải hợp sức giúp đỡ chính nghĩa, không được để kẻ xấu làm loạn. Thấy vậy đầu của Lâm Động lập tức nảy số, nói mọi người muốn hợp sức thì phải ăn uống cùng nhau mới có thể đồng lòng. Âm Khôi Tông ở nơi này chính là chủ nhà Lâm Động, nói Đằng Lũy lên mời mọi người một bữa khiến hắn chỉ có thể đồng ý. Chuyển cảnh Lâm Động đột nhập vào Âm Khôi Tông, phát hiện Thanh Đàn cũng ở đây liền đuổi theo cô. Gặp lại cô, hai người họ nói cho Lâm Động biết bọn họ đến đây để tìm tổ phù tiêu diệt dị ma. Lâm Động không hiểu tại sao trước kia bọn họ nói là sẽ làm cùng nhau, vậy mà giờ đây Lâm Lang lại kiếm cho riêng mình. Ngày Đại Hoang Cổ Bi được mở ra, chỉ ai có bát phẩm võ học mới có thể vào được không gian này. Trong không gian cổ bi toàn bộ chính là võ học của phái Viễn Cổ Tông. Thanh Trúc phát hiện sao băng nơi đây có độ sáng và tốc độ khác nhau nên cần khống chế nguyên lực mới có thể thu hút sao băng sáng hơn. Ngay sau đó Thanh Trúc đã bắt được sao băng bát phẩm mà thoát ra ngoài. Theo lời của Thanh Trúc, hai người Lâm Động và Hoan Hoan cũng đã có được võ học bát phẩm và cửu phẩm, nhưng tên Đằng Lũy bất ngờ cướp lấy võ học cửu phẩm của Lâm Động. Sau khi có được võ học, tất cả mọi người đều thoát ra ngoài, chỉ còn mình Lâm Động ở trong không gian. Bất ngờ Đại Hoang Cổ Bỉ có sức mạnh kỳ lạ vây quanh, hóa ra Lâm Động đã hấp thụ được võ học của Tạo mà chưa ai có được. Đằng Lũy ghen ăn tức ở muốn tấn công nhưng đã bị anh đánh bại. Sau vụ nổ lớn, nơi này chỉ còn là nơi hỗn độn và tên Đằng Lũy nằm bẹp dưới đất. Thấy cha của Đằng Lũy muốn báo thù, Thiên Thiên đã truyền cho ông ta công lực của tà môn để ông đi vào Đại Hoang Cổ Bi đánh lén Lâm Động. Lúc này mọi người ở trong không gian cổ bi bị bao vây bởi không gian tổ phù, chỉ khi có thể tìm được vòng xoáy của không gian mới có thể ra ngoài. Nhưng điều này cần đến hàn độc của Thanh Đàn, cô nguyện hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy điều này. Ở phía Lâm Động, tên Đằng Sát cũng đã tìm thấy anh mà tấn công bọn họ. Cùng thời điểm đó Thanh Đàn đã dùng hàn độc để mở ra vòng xoáy khiến cô cũng vì vậy mà ngất đi. Lâm Lang thấy vậy lập tức đưa cô ra ngoài. Lâm Động và Đằng Sát còn đang yêu nhau thì Lâm Lang đã tìm thấy không gian tổ phù. Khi Lâm Lang có được tổ phù thì Đằng Sát cũng bị Lâm Động chém đứt một cánh tay. Bất ngờ Lâm Lang đi tới không gian của Đằng Sát mà tấn công ông ta. Vì bị đánh đuổi, ông ta đã chạy trốn, lại bất ngờ bắt được Thanh Đàn đang hôn mê. Đám người bọn họ trở lại không gian tổ phù, không thấy Thanh Đàn đâu thì vô cùng lo lắng. Lâm Lang đã không nói cho Lâm Động biết mình đã lấy đi tổ phù mà chỉ nói mình để Thanh Đàn ở đây rồi đến hỗ trợ mọi người. Tìm kiếm mãi không thấy Thanh Đàn thì họ phát hiện liên hoa tiêu của Thanh Trúc ở nơi này, liền nghĩ rằng Đằng Sát đã đưa Thanh Đàn đi rồi cướp lấy tổ phù. Thanh Trúc đuổi theo Đằng Sát ra ngoài, thấy ông ta đưa Thanh Đàn về để luyện hóa tổ phù rồi phá hủy Đại Hoang Cổ Bi nhốt Lâm Động ở nơi này. Lúc nơi đây biến thành một mớ hỗn độn, mọi người cũng bị chôn vùi trong cát. Thanh Trúc và Tiểu Viêm ở ngoài cũng đã nghĩ cách để giúp đám người bọn họ thoát khỏi nơi đây. Thời thế cấp bách, Lâm Động đã sử dụng chiêu thức mình vừa học được từ võ học tạo hóa để đưa mọi người ra ngoài. Thấy ai lấy đều bình an vô sự thoát ra, bọn họ vui mừng mà ôm lấy nhau. Biết được Thanh Đàn bị Đằng Sát đưa đi, đám người Lâm Động quyết định trở về Đại Khôi giao lại Lâm Lang cho Thiên Thiên chăm sóc. Đằng Lũy trở về đã bị tàn phế tức giận muốn giết chết Lâm Động thì anh đã tìm đến đây, nhanh chóng một tình yêu xuất hiện tại nơi này. Khi Đằng Lũy kêu gọi Phù Khôi đến tấn công Lâm Động thì đồng bọn của anh cũng kịp thời đến hỗ trợ, sau đó anh đã bắt tên Đằng Lũy rồi rời đi. Đằng Lũy nhiều lần bị mắng chửi thì cuối cùng hắn cũng tỉnh ngộ là mình bị Thiên Thiên lợi dụng. Khi hắn nhận ra cô ta chính là dị ma thì đã bị cô ta giết chết. Ở cùng thời điểm đó, Đằng Sát đã sử dụng sức mạnh hàn độc của Thanh Đàn để luyện hóa tổ phù khiến cho trời đất đổi màu. Không biết làm thế nào, Lâm Động đã trở về nhờ Nham lão đầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Nham sư nói cho anh biết người có thể giúp anh bây giờ chỉ có Hạ Nhất Trùy. Tuy ông già đó đã chết nhưng trong tay ông ta chắc chắn có bảo bối tốt có thể giúp anh. Nham sư nói anh cần phải suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Theo lời của Nham lão đầu, Lâm Động trở về nhà của Hạ Nhất Kim đã có thể tìm thấy ghi chép phá giải pháp trận kia. Nhưng để luyện được cách phá giải cần phải có máu của ba nam đồng, đó là Lâm Động, Tiểu Viêm và Tiểu Điêu. Nghe vậy Tiểu Điêu liền chạy mất tích nhưng đã bị bọn họ bắt về. Tiểu Điêu nói cho họ biết máu của mình không thể dùng vì anh đã sống 900 tuổi. Đúng lúc này Lâm Lang đến nói rằng có thể dùng máu của mình, nhưng vì không còn cách khác Lâm Động chỉ có thể đồng ý. Sau khi luyện chế thành công, Lâm Động đã kêu gọi mọi người đến để tiêu diệt Âm Khôi Tông. Anh nói cho mọi người nơi đây biết Âm Khôi Tông đã cấu kết với dị ma có âm mưu xấu xa.
Chỉ cần bọn họ hợp sức tiêu diệt Âm Khôi Tông thì tiền bạc và của cải nơi đây sẽ được chia cho mọi người. Ngày đại chiến diễn ra, ba người Lâm Động nhanh chóng tiến hành pháp trận phá giải trận pháp của Đằng Sát. Thiên Thiên ở xa trông thấy thì vô cùng vui mừng khi mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta. Lâm Động ngay lập tức tiến vào cứu Thanh Đàn nhưng không ngờ lại dính vào bẫy của Đằng Sát. Chỉ cần anh dùng nguyên lực thì pháp trận sẽ càng mạnh thêm, khiến muội muội của anh càng nhanh chết. Thấy ca ca của mình bị đánh bại, Thanh Đàn đã bộc phá sức mạnh của mình phá giải trận pháp đánh bay tên Đằng Lũy. Thiên Thiên ở ngoài cứ vậy mà dễ dàng hấp thu toàn bộ nguồn sức mạnh này. Sau khi đánh bại tên Đằng Sát, Lâm Động cũng có thể luyện hóa được tổ phù mà tiêu diệt hắn. Đằng Sát liều mạng bỏ chạy nhưng lại bị Thiên Thiên chặn đường. Thiên Thiên muốn giết ông ta nhưng lại bị Lâm Lang cản lại, nói rằng hãy tha cho ông ta một mạng. Trận chiến kết thúc, Thanh Đàn cũng không thể qua khỏi mà bỏ mạng tại nơi này. Hai người Lâm Động và Lâm Lang lúc này chỉ biết trách móc bản thân, luôn miệng nói sẽ bảo vệ cho cô nhưng lại để cô phải chết như vậy. Quay trở về dị ma, Ma Hoàng nói cho Thiên Thiên biết nhiệm vụ tiếp theo của cô ta chính là đi cứu mạng Thanh Đàn. Dù không muốn nhưng cô ta phải tuân theo lệnh của Ma Hoàng. Thấy Lâm Động vô cùng buồn bã, Thanh Trúc đã tìm đến để an ủi anh, muốn hai người cùng nhau đi dạo. Cô thấy Thiên Thiên có chút đáng nghi nên muốn đến Nguyên Môn thăm dò một chuyến. Lâm Động muốn đi cùng cô nhưng bị cô cản lại, nói rằng bây giờ anh đã có nhị ấn phù sư, cần phải ở lại luyện tập. Sau đó hai người từ biệt nhau để cô lập tức lên đường. Chuyển cảnh, Thiên Thiên đến cứu Thanh Đàn giúp Lâm Lang. Cô nói anh mỗi ngày hãy đả thông huyết mạch giúp Thanh Đàn sẽ nhanh chóng giúp cô ta tỉnh lại. Phát hiện Thanh Trúc xông vào cấm địa Nguyên Môn, Thiên Thiên lập tức tấn công cô. Thanh Trúc nói rằng cô chờ người đi thông báo thì phát hiện có âm khí dị thường nên mới đuổi theo đến đây. Nhờ có Nguyên Thương ra mặt giúp đỡ nên cô mới dễ dàng rời đi. Rảnh rỗi, Sinh Nông nổi Hoan Hoan đem hết tất cả cuốn sách từ thư viện của Nhất Hạ Trì trở về, nói Lâm Động hãy tìm hiểu về nó, biết đâu có thể biết được bí mật gì ở nơi này. Bất ngờ Lâm Động tìm thấy bản đồ tinh thần chỉ dẫn tìm đến một tổ phù khác, vì cùng anh đi vào bản đồ tinh thần mà Hoan Hoan đã tiêu hao nguyên lực mà ngất đi. Lang Thiên quay về thì vui mừng khi thấy Thanh Đàn đã hồi phục vết thương. Nhưng cô lại không muốn quay về với Lâm Động ca ca, nhưng Thanh Đàn chỉ muốn được ở bên anh. Hai người trao nhau nụ hôn và thần khí của cả hai hòa lại làm một. Bên này Hoan Hoan giả vờ bất tỉnh không chịu dậy nên Lâm Động nhờ Tiểu Viêm lột đồ cô ra để rửa vết thương. Cô nàng hãi quá liền tỉnh lại ngay và cũng muốn biết anh có lấy mình làm vợ không, vì đã hy sinh cả bản thân để giúp anh. Nhưng anh nói không làm, Hoan Hoan tức tối mà bỏ đi luôn. Thấy anh đi, Lâm Động đi tìm mình nên Hoan Hoan cố tình trốn để xem anh thế nào. Nhưng anh lại quay sang đi tìm Tiểu Điêu làm cô vãi liền đi tìm để tính sổ. Bên phía Cửu Thiên, Lang Thanh Trúc đang bị sư phụ Thẩm Thanh trách mắng vì tội bao đồng lo chuyện không đâu. Dọa là sẽ lấy lại chức phù sư của cô nếu còn cố tình không nghe lời. Đồ đệ Huyền Tố mang tới cho Nham Sư tấm bản đồ Lôi Đình Tổ Phù. Thanh Trúc lập tức nhận lệnh theo tấm bản đồ đó tới đỉnh Vân Ma tiếp ứng để tìm Tổ Phù giúp Lâm Động. Tiểu Điêu bên này tới một ngôi miếu hoang, phát hiện ra Lôi Đình Tổ Phù thì vui mừng. Ngỡ tưởng vớ được kèo thơm, ai dè lại là bẫy của lão Sơn Thần nơi đây. Anh hóa thân thành linh thú chạy bán sống bán chết nhưng vẫn không thoát được khỏi tay lão Sơn Thần. Lão treo anh lên chuẩn bị nấu cho bữa tối, mặc cho anh có mắng chửi lão ta là đồ mặt lợn. Đúng lúc này có tiếng gọi của Lâm Động phát ra gần đó. Bên này Lâm Động và Hoan Hoan cũng đã phát hiện ra vị trí của Tiểu Điêu và Lôi Đình Tổ Phù ở một thôn nhỏ trước mặt. Tại thôn Lôi tộc đó, tộc trưởng làm phép để đánh tan Lôi Vân trước sự chứng kiến của Thanh Trúc làm cô vô cùng tò mò. Sau khi hỏi thăm, tộc trưởng nhận ra Thanh Trúc là người của Hôi Phù Sư Thái Thanh Cửu Thiên nên đã tiết lộ về vị trí của Lôi Đình Tổ Phù, và thôn này của họ đã canh chừng Tổ Phù rất nhiều đời nay. Tiêu Điêu ở miếu hoang đã được Tiểu Viêm tới cứu. Tên Sơn Thần kia vẫn giả vờ như mình vô tội không muốn làm hại ai. Nhưng đến khi hai người định tẩu thoát, hắn mới lộ nguyên hình bản thân là dị ma và tấn công hai người. Ở thôn Lôi tộc, Thanh Trúc được tộc trưởng tiếp đón và mời nước, nhưng cô phát hiện ra có gì đó sai sai. Lão hỏi dò về Thanh Trí cha của Thanh Trúc và nhận cô chính là con gái của Thanh Trí nên đã tấn công bằng lôi thuật. Sau đó Lôi tộc đưa Thanh Trúc lên tế đàn để làm vật hiến tế cho Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động và Hoan Hoan tới kịp lúc lên kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân. Cả hai lao lên tấn công khống chế lão tộc trưởng nhưng lão dễ dàng thoát được ra. Bởi tất cả người ở đây đều chỉ là nguyên thần tàn dư của Lôi tộc, và trước đó cả tộc đã hứng chịu cuộc tấn công của ma thần chết đi rất nhiều người. Kẻ đó không ai khác chính là cha của Thanh Trúc, nhưng cô không tin vào điều đó. Lôi Vân bắt đầu tấn công cả ba người và khiến họ bị thương nặng. Nhưng đòn sét đánh đó đã kích hoạt nội tại của Lâm Động, khiến anh nhận ra bản thân chính là truyền nhân của Tổ Phù. Anh vận nội năng bắn lên trời đánh tan Vân Lôi, giải cứu thành công Thanh Trúc. Trước những tội lỗi mà cha đã gây ra cho Lôi tộc, Thanh Trúc muốn tự vẫn nhưng hai người bạn của cô đã ngăn lại và hoàn toàn tin tưởng cô. Trời quang mây tạnh đưa cả ba tới khu vực có chứa Lôi Đình Tổ Phù. Ở đây có một pháp trận lấy người làm mồi nhử do chính những thành viên của Lôi tộc tạo ra nhằm bảo vệ thánh vật. Lâm Động và Hoan Hoan dùng binh khí tính cắt đứt những sợi xích của pháp trận nhưng không ăn thua mà lại làm hao tổn rất nhiều sức lực.
Thanh Trúc thì thông minh hơn, tìm ra điểm mấu chốt của pháp trận nên đã dùng nguyên thần giấu trong túi thơm để phá giải trận pháp. Tưởng chừng không có kết quả thì một lúc sau Lôi Đình Tổ Phù đã xuất hiện và thuộc về Lâm Động. Phía Tiểu Viêm và Tiểu Điêu đang chuẩn bị lên thớt làm mồi ngon cho tên mập sơn thần kia thì Thiên Thiên đi tới giải vây, cô câu kéo thêm thời gian cho hai người. Yêu cầu tên sơn thần giữ hai người lại nhằm dụ Lâm Động tới, rồi lúc đó một mẻ tóm gọn cả đám giành phần thắng về mình. Nhóm ba người Lâm Động thoát ra được khỏi pháp trận thì nghỉ chân ở một ngôi miếu hoang. Vừa rồi giải phóng nguyên thần đã giúp khai mở bản đồ tinh thần của Thanh Trúc. Lâm Động nhận ra những điểm đánh dấu đặc biệt trên đó và động viên rằng cha của Thanh Trúc năm đó chắc hẳn là có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy. Chứng minh một điều, Thanh Trĩ cha cô không phải là dị ma như mọi người nói. Hôm sau có một dị ma tới tấn công Lâm Động để đánh động rồi dẫn anh tới ngôi miếu hoang nơi đang nhốt hai thằng đệ ruột đang chờ cứu. Nhưng vừa bước vào trong, Lâm Động bị tên sơn thần ở đây tấn công. Cuối cùng bị tên mập đó dồn vào đường cùng buộc anh phải rút binh khí ra mà chiến đấu. Tên này khá mạnh, Lâm Động không phải là đối thủ nên bị hắn trên kèo. Bắt anh phải giao ra tổ phù nếu không sẽ thiêu luôn hai thằng đệ kia. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Điêu đã bay lên giật lấy tổ phù rồi kích hoạt nó. Không ngờ cơ thể của anh lại chịu được sức mạnh của Vân Lôi giúp anh đột phá cơ thể sấm sét. Tên mập sơn thần sợ hãi mà bỏ chạy trước khi bị ăn cơm mưa sấm sét đến từ Tiểu Điêu. Sau lần đó, tình cảm của Lâm Động và Tiểu Miêu cũng trở lên tốt hơn. Thấy Lâm Động không ngại hy sinh lấy tổ phù ra để cứu mình nên Tiểu Điêu nhận anh làm đại ca, sau này có gì cần cứ sai bảo. Tên béo Lục Vương Điện thua kèo vừa rồi về bẩm báo với Ma Hoàng để xin sự trợ giúp và một cơ hội nữa để đoạt lấy Lôi Đình Tổ Phù. Mãng Thúc thấy Lâm Động ngày có vị thế nên muốn ngỏ lời mời ảnh trở lại Lâm gia để cùng nhau phát triển. Nhưng Lâm Động từ chối ngay vì trước đó hắt hủi cha con anh mà giờ lại ngỏ lời ngon ngọt dụ dỗ anh trở về, quả thật không đáng. Giờ đây Lâm Động đứng giữa hai luồng suy nghĩ, có nên về hay không, phải làm sao để anh có thể lấy lại thanh danh cho cha của mình cũng như sự tôn trọng của Lâm gia như trước kia. Thanh Trúc đã cho anh một số lời khuyên để khích lệ tinh thần Lâm Động. Anh tự tin bản thân sẽ đột phá và tương lai sẽ tham gia vào siêu cấp tông phái. Chuyển cảnh tới mật thất Nguyên Môn, Lâm Lang Thiên đang trị thương cho Thanh Đàn thì tên áo đen kia đến quấy nhiễu. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, Lâm Lang Thiên đã đột phá thăng lên tạo hóa cảnh, đánh cho tên đó một chưởng nhớ đời rồi đuổi hắn cút xéo. Bên này hộ vệ của Vương Tử Điện Hạ tới tìm Lâm Động mời anh tới gặp vì có chuyện bí mật cần nói. Chỉ mời riêng mình anh nên phù sư Thanh Trúc không được đi theo. Tới nơi, Lâm Động xem tên Vương Tử đó đấu với người của mình bằng nhẫn ma thì thấy cùng là hạng bình thường. Vào thẳng vấn đề, Vương Tử muốn nhờ Lâm Động tìm giúp mình một linh bảo, đó là Huyền Băng Tổ Phù. Kèo này cũng thơm mà nhân tiện Lâm Động lại đang trên đường đi tìm linh bảo đó nên đồng ý với tên Vương Tử luôn. Anh báo tin vui này cho đồng đội của mình rằng đã có tung tích của Huyền Băng Tổ Phù. Nhưng giật mình nhận ra Hoan Hoan đã mất tích không một dấu vết. Người của Vương Tử tới thông báo tộc Tạng Đại Viêm vừa mới bị dị ma tập kích chết hơn nửa. Thế là nhóm của Lâm Động chia làm hai ngả. Thanh Trúc sẽ tới tộc Tạng để đối phó với dị ma. Còn Lâm Động được Hoàng Phủ Cô Nương đưa cho Niết Bàn Ma Viêm để đi tìm Hoan Hoan phòng trường hợp bất chắc. Giao cho hai thằng đệ đi cùng Thanh Trúc để bảo vệ cô, còn một mình anh lên đường đi tìm Hoan Hoan. Thanh Trúc tới diện kiến Vương Tử thì Lâm Lang Thiên từ đâu bước ra hoạnh hoẹ với cô. Lâm Lang Thiên muốn đi đối phó ngay với đám dị ma nhưng Thanh Trúc muốn để từ từ chờ Lâm Động tới rồi cùng hành động. Bên này Lâm Động dùng linh lực sau một hồi tìm kiếm đã thấy Hoan Hoan nằm ngất trong rừng. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau trở về. Qua lần này Lâm Động đã thổ lộ cho Hoan Hoan biết rằng bản thân đã thích cô. Nhưng hỏi lý do thì anh không nói, đợi anh tìm được Huyền Băng Tổ Phù xong sẽ cho cô biết. Nhắc đến Huyền Băng Tổ Phù, Hoan Hoan liền thay đổi ngay trạng thái bởi linh bảo đó đang nằm ngay trong cơ thể của cô. Hoan Hoan khuyên anh dừng việc tìm kiếm rồi cùng cô cao chạy xa bay nhưng quyết tâm của Lâm Động đã đặt làm sao có thể thay đổi được. Anh phải tìm ra đủ 8 tổ phù để tiêu diệt đám dị ma kia. Ở bên này Lâm Lang Thiên không đồng ý với cách làm của Thanh Trúc nên đã gạ cô solo một kèo bởi anh ta đã thăng lên tạo hóa cảnh hơn hẳn Thanh Trúc một bậc. Thanh Trúc chật vật chiến đấu với Lang Thiên nhưng không ăn thua vì cô kèo dưới. Bên này Lâm Động và Hoan Hoa trên đường về thì bị tấn công. Người đó chính là Thanh Đàn và cô làm như vậy là vì Lang Thiên. Thấy tiểu muội của mình quá mê muội nên Lâm Động muốn đi tìm Lang Thiên để nói rõ với anh ta. Lang Thiên bên này đang hành cho Thanh Trúc ra bã thì Lâm Động tới ứng cứu. Sau khi gửi gắm Thanh Trúc an toàn, Lâm Động mặt đối mặt giao chiến với Lang Thiên. Cả hai rút binh khí tấn công nhau vô cùng ác liệt khiến đám người Đại Viêm phải thốt lên là ối rồi ôi khi thấy hai kỳ tài võ thuật giao chiến. Đánh không lại Lâm Động nên Lang Thiên đôi sang thi chạy. Hoan Hoan áp giải Thanh Đàn về thì gặp lại Tiểu Viêm. Anh rất lấy làm mừng khi Thanh Đàn vẫn còn sống. Nhưng lại đồng tình với Hoan Hoan trói Thanh Đàn lại phòng trường hợp cô lại đi tìm tên người xấu Lang Thiên kia. Lâm Động và Lang Thiên đuổi nhau tới một hang động thì tiếp tục giao chiến. Lâm Thiên bị khống chế nên đã tính bài chuồn dịch chuyển tức thời để thoát thân. Anh ta dịch chuyển tới chỗ của Thanh Đàn, biết bản thân bị lừa suốt thời gian qua nên Thanh Đàn rất giận.
nhưng Lang Thiên khẳng định bản thân anh đang chiến đấu để chống lại đám dị ma. Cô tức giận dùng năng lực của mình tấn công Lang Thiên. Đám người của Vương Tử đến đúng lúc Thanh Đàn giải phóng năng lực nên coi cô là dị ma. Nói Lâm Động cấu kết với dị ma làm phản không được vào tộc Tạng. Dị ma thực sự lúc này xuất hiện, hắn đã có huyền băng tổ phù trong tay và tấn công Lâm Động. Anh chật vật cuối cùng lấy được huyền băng nhưng kiệt sức. Hoan Hoan tới nơi dùng nội lực của truyền nhân băng chủ kịch hoạt nội tại huyền băng tổ phù tấn công mãnh liệt. Mặc cho tu vi của bản thân chưa đủ chín mùi nhưng cô bất chấp nguy hiểm và đã tiêu diệt được tên dị ma đó. Tuy đã tiêu diệt được dị ma nhưng đám người đại viêm đó vẫn vu khống cho nhóm Lâm Động âm mưu cấu kết tạo phản. Thanh Đàn vì để bảo vệ ca ca và mọi người nên tự nhận mình là dị ma để nhận hết tội lỗi. Khi cả nhóm gặp nguy hiểm trước bao mũi tên thì bóng một nữ nhân xuất hiện dịch chuyển cả nhóm đến nơi an toàn. Nhưng lại phát hiện không thấy Thanh Đàn đâu, để vụt mất cơ hội bắt nhóm Lâm Đồng khiến cha của Lang Thiên rất tức giận chửi rủa. Cơ thể anh lúc chữa trị cho Thanh Đàn đã mang một ít linh lực băng của cô nên cha anh gọi anh là dị ma. Tức giận Lang Thiên một trưởng giết chết ông ta luôn. Tỷ tỷ Thiên Thiên xuất hiện bơm kích nói anh đã đi quá xa không thể quay đầu được nữa rồi. Thanh Đàn đã được nữ nhân áo đen kia cứu tới một địa điểm khác trong rừng. Một lúc sau nhóm của Lâm Động tới nơi và được nữ nhân kia cho biết bà là ba huyền hắc ám chi điện chủ. Lão Nham Sư viết thư nhờ sự giúp đỡ và bà đã tới đây như một sự hồi đáp. Muốn đưa Thanh Đàn đi về hắc ám chi điện cùng mình nhưng Lâm Động ngăn cản. Thế nhưng lần trước cô gặp nạn ở Dương Trấn chính là do ba huyền cứu giúp nên giờ đây cô phải trả ơn và đồng ý đi theo bà ta. Cô buộc phải rời xa ca ca của mình một lần nữa nên rất buồn. Tối đó Lâm Động tới tìm Hoan Hoan để thổ lộ tình cảm và muốn lấy cô làm thê tử của mình. Mặc cho tác động của huyền băng tổ phù có làm cô già đi bao nhiêu đi chăng nữa. Điều này khiến Hoan Hoan vô cùng hạnh phúc. Hôm sau lễ thành hôn được Tiểu Viêm và Tiểu Điêu chuẩn bị. Đang vui vẻ nói chuyện thì Hoan Hoan thổ huyết khiến hai thằng đệ rất lo lắng. Cô không muốn làm phá vỡ buổi thành hôn nên bảo hai đệ giữ bí mật bởi cô chỉ còn sống được có 3 ngày. Lâm Động ở bên ngoài nghe thấy hết thì tự trách bản thân. Anh sẽ làm gì đó để Hoan Hoan vượt qua ải này. Lâm Động tới tìm Lang Thiên với chút tình xưa nghĩa cũ mượn anh ta không gian tổ phù để cứu chữa cho Hoan Hoan. Đổi lại Hoan Hoan phải giải phóng ấn của huyền băng tổ phù. Như vậy là giải phóng Lục Vương Điện và cả Ma Hoàng nên Lâm Động không đồng ý. Đây là điều kiện tiên quyết nếu muốn đổi lấy không gian tổ phù nên Lâm Động đã không ngần ngại quỳ gối cầu xin sự Lang Thiên cho mình mượn. Thấy Lâm Động vì một người con gái mà hèn như vậy khiến Lang Thiên vô cùng thất vọng. Anh ta đã giết cha mình thì chẳng ngần ngại gì khi ra tay với Lâm Động. Hoan Hoan và mọi người ở nhà không thấy Tân Lang đâu thì lo lắng. Nham Sư tới chúc mừng và cho hay Lâm Động đã rời đi để tìm cách cứu chữa cho Hoan Hoan. Tuy không rõ sống chết nhưng cô biết anh đang ở đâu nên đã chạy đi tìm. Lâm Động đang bị Lang Thiên bắt trói lại. Hoan Hoan tới với một thái độ rất vui vẻ bởi đây là kế hoạch của cô và Lang Thiên đã vạch sẵn từ trước. Cô muốn tự mình đoạt lấy huyền băng tổ phù. Nhưng đám dị ma đã đánh hơi được mò tới tấn công tính cướp đi huyền băng tổ phù. Lâm Động và Hoan Hoan kết hợp dùng tổ phù để chống trả đám dị ma. Lang Thiên bỏ chạy thì rơi vào kết giới của đám người đại viêm. Tất cả giờ đã biết Lang Thiên là kẻ cấu kết với dị ma. Đang tấn công thì Lang Thiên lại dùng dịch chuyển tức thời để trốn thoát. Do sử dụng sức mạnh của huyền băng tổ phù nên Hoan Hoan đã bị rút hết nguyên thần và già đi trông thấy. Trở về nguyên môn sau tất cả sự việc đã xảy ra, các huynh đệ ở đây vô cùng căm giận Lâm Động. Họ lao vào xả hết nỗi tức giận đó vào Lâm Động như một đám trẻ con, còn Hoan Hoan ở một bên khóc nức nở vì nhan sắc của mình đã bị hủy hoại. Vì giờ huyền băng đã nhận chủ nên Hoan Hoan đã không còn là chính mình. Cô quyết định trở về đạo tông để tu luyện. Mặc cho Lâm Động có ngăn cản cũng không thay đổi được quyết định của cô. Tuy trở về đạo tông nhưng ngày ngày Hoan Hoan vẫn theo dõi cuộc sống của Lâm Động và nhớ về anh. Mặc dù cả hai không thể sống cùng nhau nhưng cha cô hy vọng cô đã có một quyết định đúng đắn. Lâm Động thì ngày ngày vẫn đi tìm Hoan Hoan ở mọi nẻo đường ở viễn cổ chiến trường. Anh bất ngờ gặp một kiếm khách lang thang biết trên người anh có tổ phù nên chặn đường hỏi thăm. Nhận ra thằng nhóc trước mặt là Lâm Động nên kiếm khách đó khuyên anh quay đầu chứ với chút võ công kia khó lòng mà vượt qua được chiến trường khắc nghiệt này để tới đạo tông. Mà dù có vượt qua được thì chưa chắc đã bảo toàn tính mạng mà đi tiếp. Trước khi rời đi, kiếm khách đó cho Lâm Động một lời khuyên, đó là đừng tin bất cứ bố con thằng nào ở miền đất này. Phía Thái Thanh Cửu Thiên Thanh Trúc sau một thời gian dưỡng thương đã hồi phục. Cô tới xin sư phụ một lần phá lệ nhận Lâm Động vào làm đệ tử để thay đổi cục diện. Vì nể mặt Thanh Trúc nên sư phụ miễn cưỡng đồng ý. Sau đó Thanh Trúc dùng sức mạnh của mình để khai mở Thủy Mộ Thiên Hòa đại trận nghịch lưu. Sau khi mở thành công, cô đã lừa để nhốt sư phụ và sư tỷ bên trong. Biết đây là điều có lỗi nhưng cô phải làm để bản thân tới chiến trường viễn cố hỗ trợ cho Lâm Động. Thẩm Thanh sư phụ đã để Thanh Trúc đi vì đây cũng là mong muốn của bà khi muốn đệ tử của mình đột phá nhiều hơn chứ không phải chôn chân mãi ở chốn cửu thiên này. Thanh Trúc tới đạo tông khuyên Hoan Hoan hãy từ bỏ chấp niệm. Hoan Hoan nhờ Thanh Trúc một việc, đó là giúp Lâm Động vào được Tam Tông và thay cô chăm sóc cho anh ấy để bản thân được an tâm tu luyện.
Thanh Trúc gia xin trưởng môn Ứng Huyền Tử chấp thuận cho Lâm Động được vào đạo tông nhưng ông ta từ chối. Hôm sau Tam Tông tập hợp trên chiến trường Viễn Cổ để chờ Lâm Động tới. Anh đã vượt qua thử thách sa mạc chiến trường và giờ sẽ nhận môn phái. Thanh Trúc đã sắp xếp để anh có thể vào Thái Thanh Cửu Thiên nhưng anh từ chối. Anh tới là vì Hoan Hoan nên muốn vào đạo tông. Tông chủ Ứng Huyền Tử từ chối anh thẳng thừng nên anh chẳng còn giá trị gì ở đây. Mục Thiên Thiên lập tức ra tay tấn công Lâm Động để trừ khử nhưng trong lúc nguy hiểm nhất Hoan Hoan đã bảo vệ anh bằng cây song đao băng. Nhận thấy con gái mình vẫn cố gắng giữ chấp niệm vì Lâm Động nên Ứng Huyền Tử đã đưa ra thử thách để Lâm Động hoàn thành thì mới xứng đáng được nhận vào đạo tông. Không ngần ngại Lâm Động tiến lên vận phép phá vỡ huyền cân thạch nằm sâu dưới lòng đất. Rất nhanh Lâm Động đã đưa được viên huyền cân thạch lên mặt đất và phá vỡ nó. Hoàn thành nhiệm vụ nhập môn trước sự chứng kiến của mọi người, Thiên Thiên của Nguyên Môn tuy không đồng tình một chút nào nhưng cũng đành ngậm ngùi ra về. Lâm Động đã được nhận vào đạo tông khiến Thanh Trúc rất giận nhưng cũng vì muốn anh đạt được tâm nguyện nên cô ủng hộ. Cha của Hoan Hoan thông báo cho cô Lâm Động đã được nhận nhưng đổi lại một yêu cầu, đó là cô sẽ không được gặp anh. Ông chỉ muốn con gái mình tập trung cho tu luyện. Chuyển cảnh ở Hắc Ám Chi Điện, ba huyền điện chủ đang chỉ giáo cho Thanh Đàn những kiến thức về Hắc Ám Tổ Phù và dạy cô cách sử dụng nó. Thật ra Thanh Đàn là hậu duệ của gia tộc Hắc Ám nên sức mạnh nội tại trong cô đã có sẵn và chỉ cần khai mở đúng cách. Sau đó người của Nguyên Môn tới Hắc Ám Chi Điện và không ai khác đó chính là Lang Thiên. Anh ta tới để tìm Thanh Đàn nhưng cô tránh né không muốn gặp. Bị Thanh Đàn đuổi đi đã thế, lại còn bị hiểu nhầm là tới đánh cắp Hắc Ám Tổ Phù khiến Lang Thiên rất buồn bã. Gặp ả Thiên Thiên cùng với mấy lời mua kích khiến nỗi phẫn uất trong lòng Lang Thiên dâng lên và từ giờ anh ta sẽ không còn mềm lòng nữa. Bên này Lâm Động tới đạo tông làm lễ nhập môn và được sư huynh Ngộ Đạo phân công tới Hoang Điện, một nơi hẻo lánh lạnh lẽo. Mấy đàn anh ở đây tỏ thái độ coi thường Lâm Động vì xuất thân của anh và dành cho anh chỗ ngủ lạnh lẽo nhất. Tiểu vương tử của nước Đại Viêm cũng tới đây học, mong muốn trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ con dân Đại Viêm, muốn kết thân với Lâm Động để cùng anh tập luyện thành tài ở nơi đây. Biết Lâm Động nóng lòng được tới Thiên Điện để thăm Hoan Hoan nên sư huynh Ngộ Đạo đã cho anh vài lời khuyên để anh tu tâm tập luyện thành tài. Sớm ngày rồi ắt sẽ được lên Thiên Điện để gặp Hoan Hoan. Vì muốn được gặp Hoan Hoan nên Lâm Động đã tự ý xông vào Thiên Điện và bị các đệ tử ở đây chặn lại. Bên trong Hoan Hoan biết Lâm Động đã tới nhưng vì lời hứa với cha nên cô không ra ngoài gặp anh. Dù bị ăn đấm như tử nhưng anh vẫn cố gắng bò vào bên trong. Tội tự ý đánh cắp lệnh bài xông vào Thiên Điện của Lâm Động là tội rất nặng nên sẽ bị trừng phạt. Ứng Huyền Tử trưởng môn ra lệnh đuổi Lâm Động ra khỏi đạo tông vì hành động đó khiến anh vô cùng thất vọng. Ông làm vậy là để bảo vệ đạo tông khỏi đám dị ma, bởi tổ phù ở đâu thì dị ma sẽ tìm đến đó buộc ông phải làm vậy. Lệnh cho Ngộ Đạo nâng cao cảnh giác đề phòng lũ dị ma rình rập. Lâm Động bị đuổi tới Tuyết Sơn để khổ luyện với lời hứa nếu thành tài trưởng môn sẽ xem xét cho anh chuyển tới Thiên Điện. Anh điên cuồng tập luyện mặc cho bản thân đã kiệt sức khiến tiểu vương tử rất lo lắng. Hôm sau đạo tông ra cáo thị chém giết để các đệ tử thực hiện nhiệm vụ lập công sớm được thăng lên Thiên Điện. Vì muốn mau chóng được gặp Hoan Hoan nên Lâm Động chọn mục tiêu khó nhất để xử lý mặc cho các đồng môn có khuyên ngăn. Kẻ mà anh phải xử lý đó là Chu Thông, kẻ phạm tội tày trời hiện đang ẩn nấp ở hoang mạc. Cáo từ Ngộ Đạo sư huynh, Lâm Động lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Không ngờ Chu Thông mà Ngộ Đạo nhắc đến lại chính là kiếm khách mà trước đó Lâm Động đã gặp ở hoang mạc. Đây cũng là mưu kế của Ngộ Đạo khi muốn mượn tay Chu Thông để xử lý Lâm Động. Hai bên giao chiến ác liệt nhưng do yếu thế hơn nên Lâm Động bị hạ gục. Anh thà chết chứ không chịu đầu hàng trước mũi kiếm của Chu Thông, nhưng lúc này Hoan Hoan xuất hiện cứu anh một lần nữa. Lâm Động ta xa vui khi gặp lại Hoan Hoan nhưng ở tình thế này cô không muốn níu kéo chi cho thêm đau khổ nên lại rứt áo ra đi. Việc tu luyện của Hoan Hoan trong hầm băng đã có hiệu quả nhưng để đạt cảnh giới cao hơn là chủ huyền băng thì cô vẫn cần phải cố gắng. Cha của Hoan Hoan mong cô từ bỏ chấp niệm với Lâm Động để tập trung vào việc tu luyện. Để Lâm Động nâng cao kỹ năng, Ngộ Đạo sư huynh đã đưa anh tới võ học điện gặp một vị tiền bối để học Đại Hoang Vu Kinh. Thứ mà Chu Thông đã từng học nhưng chỉ lĩnh ngộ được một nửa, và nếu Lâm Động ngộ ra được thì sẽ thành kỳ tài võ thuật. Thế nhưng để vào được võ học điện và được tiền bối kia chỉ dạy cho thì không hề dễ dàng. Tu vi của ông ta cao nhất đạo tông này nên Lâm Động nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Các huynh đệ ở đó ngăn cản không muốn Lâm Động phải liều mình mà mất mạng, nhưng anh đã hạ quyết tâm. Vì chỉ có lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh mới giúp anh đánh bại được Chu Thông. Thấy sự quyết tâm này, các huynh đệ cũng đồng tâm ủng hộ Lâm Động. Qua nghe ngóng, Lâm Động biết được hàng tháng sẽ có một ngày lão tiền bối kia vắng mặt và đây là thời cơ tốt để anh lẻn vào học Đại Hoang Vu Kinh. Hôm nay chính là ngày đó nên Lâm Động đã rủ thằng đệ tiểu vương tử đi cùng để canh chừng cho mình. Cả hai mau chóng tìm ra bí kíp Đại Hoang Vu Kinh và ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh lại thì gặp được lão tiền bối, được ông giải nghĩa cho thế nào là Đại Hoang Vu Kinh. Sau một hồi nịnh nọt thì Lâm Động thành công thuyết phục lão tiền bối truyền thụ lão món bí kíp đó cho mình, đổi lại anh sẽ đánh bại tên phản đồ Chu Thông giúp ông. Việc tập luyện Đại Hoang Vu Kinh khá khổ cực khi Lâm Động phải che mắt mình lại và cảm nhận bằng các giác quan khác.
Đây cũng là lý do mà lão tiền bối tự chọc mù hai con mắt của mình để luyện thành công món bí kíp này. Học được ba chiêu thức, đến chiêu thứ tư Lâm Động muốn đột phá nhưng lão tiền bối không dạy anh. Thế là anh tự ý dùng tổ phù để kích hoạt chiêu thức đó nhưng lại tự làm hại bản thân, suýt thì mất mạng. Nhưng nhờ điều đó Lâm Động lại cảm nhận được hơi thở của dị ma. Thì ra bên trong bức tượng bí kíp đó giam cầm dị ma Tam Vương Điện. Không thể tùy tiện tập luyện chiêu thức đó nếu không muốn đánh đổi bằng hai con mắt giống như lão tiền bối đây. Tối đó trong lúc mọi người của Hoang Điện đi vắng và Lâm Động đang tập luyện, Chu Thông đã lẻn vào với mưu đồ xấu. Hắn giao chiến với lão tiền bối và nhân cơ hội đã phá hủy bức tượng giam cầm dị ma Tam Vương Điện. Khi Lâm Động trở về thì lão tiền bối đã ra đi và tan vào hư không. Dị ma Tam Vương đã được thả ra và sẽ là một mối hiểm họa lớn với đạo tông. Hôm sau tang lễ của lão tiền bối được tổ chức. Ứng Huyền Tử trưởng môn đã kể cho Lâm Động nghe về quá khứ của Chu Thông và lý do tại sao hắn ta lại phản bội đạo tông đi theo con đường riêng của mình. Cốt là để trả thù cho trưởng tỷ của hắn đã bị dị ma sát hại năm xưa. Lâm Động hứa sẽ giúp trưởng môn điều tra rõ việc này và tìm ra kẻ đã sát hại chị gái của Chu Thông. Gặp lại Chu Thông ở hoang mạc, Lâm Động đã giải thích cho hắn ta nghe ở đạo tông vẫn còn sư phụ và sư thúc tin tưởng hắn. Đang nói chuyện thì cả hai cảm nhận được đám dị ma bắt đầu hoành hành và chuẩn bị đại khai sát giới đạo tông. Ở đạo tông lúc này dị ma tấn công ác liệt trước sự chống cự của các đệ tử nơi đây. Ứng Huyền Tử cùng các môn đồ dùng kết kiếm trận chống trả Tam Vương Điện dị ma nhưng kèo này có vẻ hơi căng. Ứng Huyền Tử một mình xông vào đối đầu với dị ma nhưng bị hạ gục và được hai đệ tử của mình cứu. Thấy sự hy sinh của Ứng Huyền Tử lần này, Chu Thông đã bỏ qua hết thù hận mà gọi ông hai tiếng sư phụ. Chu Thông cùng Lâm Động chống đỡ đòn tấn công của Tam Vương Điện. Cả hai cùng kết hợp bí kíp Đại Hoang Vu mà lão tiền bối đã chỉ dạy cùng nhau xông vào đánh cho tên Tam Vương Điện đó sấp mặt. Phá giải được trận địa bão cát do tên dị ma đó tạo ra. Tuy nhiên vẫn linh của Tam Vương Điện là gió mà gió không thể bị đánh nát được nên chỉ có chiêu thức thứ tư của Đại Hoang Vu Kinh mới có thể tác động. Nhớ ra chiêu thức nham họa trên bức tượng bí kíp đó nên Lâm Động đã tự liều mình xông thẳng vào trận địa gió lốc của Tam Vương Điện để đột phá tiêu diệt hắn. Anh thành công khai mở thiên nhãn của chiêu thức thứ tư và sau đó đánh tan cơn lốc của Tam Vương Điện tạo ra. Trận chiến kết thúc, Tam Vương Điện bị tiêu diệt, còn Chu Thông vì vết thương nặng cũng sắp ra đi. Anh trao cho Lâm Động tất cả nguyên thần của mình rồi gửi gắm sư muội Hoan Hoan cho Lâm Động chăm sóc. Chu Thông quỳ gối nhận lỗi với sư phụ Ứng Huyền Tử, cảm tạ ơn nuôi dưỡng rồi ra đi mãi mãi. Việc sử dụng chiêu thức thứ tư đã khiến con mắt của Lâm Động mù vĩnh viễn. Chiến công này của Lâm Động được trưởng môn công nhận và chấp thuận cho anh thăng lên thiên điện tu luyện. Tới thiên điện, Hoan Hoan rất vui mừng và nóng lòng được gặp lại Lâm Động. Nhưng anh giờ đây đã là một phế nhân nên không muốn làm phiền tới cô nữa, cũng là để Hoan Hoan chuyên tâm tu luyện không làm gián đoạn quá trình thăng lên băng chủ của cô. Còn cô biết anh đã vì mình mà hy sinh thì đặt quyết tâm sẽ chờ anh dù cho vạn vật có đổi thay nhưng lòng người mãi không thay đổi. Và phần 2 của bộ phim tới đây tạm thời kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Phần tiếp theo sẽ được chúng mình cập nhật sớm nhất nên đừng quên ấn subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ nhé. Ấn like để tiếp thêm động lực cho team chúng mình ra thật nhiều những bộ phim hay. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.